không phải lỗi tại ta. À, thì em chưa hiểu cái, nói chung là cái đấy đó em chưa hiểu lắm, thì xin thầy giảng cho thêm hiểu một xíu. À, có nghĩa là cái cuộc vừa cuộc sống bắt nguồn từ chính ta, tức là do mình lựa chọn mà nó ra, và nhưng mà lại không đấy. Và một cái nữa đó là một cái thay thay hình, thay hình thì đổi hình thì là đổi quả. Đấy, đổi hình thì đổi quả thì em cũng hiểu được cái ý là đổi hình là đổi quả rồi. Đấy, nhưng mà cái hình ảnh ví dụ như đổi hình thì đổi quả, mà đổi cái nghe nói thấy biết, hay là người đổi cái nghe biết biết thấy nói, thì cái thấy cái biết cái nói cái nghe thì em cũng hiểu, nhưng mà ví dụ như mình có thể thay đổi cái nói thì được, thay đổi cái nói thì được, nhưng mà ví dụ như thay đổi cái biết với cái thấy cái nghe chẳng hạn thì vẫn chưa áp dụng được, ví dụ như vẫn chưa ứng dụng được trong cái cuộc sống, ví dụ như trong cái cuộc sống ví dụ như con cháu chẳng hạn, nó thấy cái lời nói mình nghe thấy những cái lời nói xúc phạm đến mình, hoặc là mình thấy việc làm không có theo ý muốn, hoặc là mình biết nó làm cái việc này sai trái. Còn ví dụ thay đổi lời nói thì mình có thể thay đổi cái lời nói của mình thì thay đổi được. Còn cái thay đổi cái biết cái thấy cái nghe thì chưa chưa áp dụng được. Thì đấy là em hỏi cái ý. Thứ nhất là em chia sẻ cái bài học ân ngộ ra, và cái hai đó là em đang phân vân cái điều em hỏi, thì xin thầy giải đáp thêm cho. Xin cảm ơn thầy. Mấy ngày nữa học sẽ trả lời được, khỏi khỏi trả lời bây giờ. Thế Dạ. Hai à. thắc mắc đó ghi lại. Còn là mấy ngày nữa sẽ học sẽ hiểu. Em cũng nghe một nghe một khóa rồi, nhưng mà vẫn nhiều cái nó vẫn cái một số cái nó vẫn đang trừu tượng, chắc phải nghe nhiều lần để mới hiểu mới mới ngộ ra được. Có câu hỏi khóa này rồi em nói cho. Học đợt này những ngày tới đây nè, từ cái ngày này tới trong vòng 3 ngày nữa là sẽ hiểu cái đó một cách sâu sắc. Rồi, và em cũng thấy là em cũng chuyển hóa rất là nhiều, chính là trong cái cuộc sống thì nó có cái sự như ý trong gia đình, cái mối quan hệ trong gia đình hay là mối quan hệ ngoài xã hội á, là nó cũng nhiều cái nó đến không có như ý như mình, thì mình bữa nay mình cũng đã cảm thấy mình không có giận hờn, không có trách móc, mình không có nói chung là đã đang đang chuyển hóa dần dần, nghĩa là không có buồn, không có giận hờn nữa, thì thấy cuộc sống nó thấy nhẹ nhàng hơn. Chúc mừng chị. Em cảm Chứ ơn ở thầy. tuổi 20 này mà còn quán trách, còn lo lắng nữa thì thua. Thứ nhất là cái câu giới thiệu là anh sinh năm bao nhiêu chăng nữa thì năm nay anh cũng mới có 20 tuổi. Dạ. Cảm Em cảm ơn cảm thầy, thụ em được xin tuổi hết ạ. 20 thích lắm á. Dạ. Biết ơn chị. Em cảm ơn thầy, em Dạ. xin chào cả nhà, Chị tắt em mic xin giúp hạ em. tay xuống. Hạ tay với tắt mic giúp em. À, Thu Hường có đó không ạ? Xin mời Thu Hường. Có đó không Thu Hường ạ? Rồi. Xin mời Phát Lê. Dạ, em trân trọng biết ơn thầy đã gọi đã gọi em chia sẻ, và em cũng rất biết ơn sự hiện diện của các anh chị trong Zoom lắng nghe. Tên đầy đủ với em là Lê Quang Phát, hiện em sinh sống ở Ninh Thuận, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Em rất biết ơn nhân mạch của em là em gái của em là Lê Trịnh Mai Phương đã giới thiệu em tới tổ chức quýt, và em cũng rất biết ơn đến người thầy kính yêu của chúng ta.
từ ngày em biết đến tổ tổ chức quýt và đến với thầy, cuộc sống của em thay đổi rất là nhiều. Và tới ngày hôm nay á, mà em thật thù là cảm nhận mà những gì mà tri thức của thầy đã chuyển giao để em huân tập trong cuộc sống, để cuộc sống ngày càng an vui hơn. Rất là có nhiều thay đổi. Hồi xưa thì em hay oán trách lắm, nhưng mà đến ngày hôm nay thì mọi thứ em đã buông bỏ, nhờ nhìn nhận cuộc sống nó khác. Biết em khi mình làm cái gì thì em biết nghĩ tới là mình đưa cái nói những cái lời lẽ ánh sáng hơn, chứ không có cái kiểu đi oán trách như hồi xưa. Và em rất tâm đắc là cái bài bài học hôm qua là mọi việc bắt đầu bằng kết quả hình ảnh trong tâm trí. Thì như trong cái ngày hôm đó mà em kể chuyện, em như là cái tưởng nó dẫn đó thầy ạ. Em kể chuyện, em nói về cái vấn đề trong công việc đó. Thì khi mà mọi thứ nó như vậy diễn ra đối với trong công việc thì như không, cái em nói gì rồi cái bắt đầu cái nó xảy ra luôn, qua ngày mai lại xảy ra tức khắc luôn. Nhưng mà khi mà em nghe được cái mọi việc bắt đầu bằng kết quả hạt mầm trong tâm trí đó, thì em thay đổi liền. Em giữ hình, em thay đổi hình ảnh là nhân, cho nên em thay đổi rồi mọi việc tiến triển theo cái những cái gì mà mình nghĩ rồi. Dạ em rất là biết ơn thầy đã lắng nghe em chia sẻ, và biết ơn cả lớp đã lắng nghe em. Em xin bài học tâm đắc của em tới đây là hết. Bữa nay ngon hơn ạ à? Phát biểu Dạ tự tin hơn ạ à? dạ em mới biết ơn thầy đã chứa đựng em mà. Phát biểu tự tin hơn. Nay không có cầm giấy nói chuyện nữa. Em không có, trước em không có, em không có tự tin đứng chứ đông lo đông đông để mà nói chuyện á thầy ạ. Thì bữa nay vậy là được rồi đó. Dạ em rất biết ơn thầy ạ. Ha. Dạ em xin tắt mic. Xin mời Phan Lựu. Em chào thầy, em chào cả nhà. Em biết ơn thầy và cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ. Thực sự em rất là an vui khi mà ngày hôm nay em được ngộ ra của bài học ngày hôm qua. Và cái bài học tâm giác ngộ nhất của em là đó là cái câu nói thầy truyền giao là cội nguồn đến từ chính tôi nhưng lỗi không phải do tôi. Cái câu đó đã giúp em đã thông thông suốt hơn về nội tâm của em. Và một bài học nữa mà khi mà em nhận ra trong cái vấn nạn ngày hôm nay xảy ra với em đó là cái sự chọn lựa kết quả bằng là sự chọn lựa của em. Nhưng trước đây thì em luôn là oán trách người chồng của em. Sau đó thì bài học hôm qua thì em chưa có ngộ và hiểu cái bài học đó, nhưng chính cái trải nghiệm ngày hôm nay vấn nạn xảy ra thì
Em đã ngộ được ra cái bài học khi mà thầy chuyển giao về kết quả và sự chọn lựa và tính cách, thì em hiểu ra là em đã chọn lựa người chồng này và em phải chấp nhận với cái kết quả này, thì em mới thay đổi. Khi mà em nhận ra thì em thay đổi được hình ảnh của người chồng em, và thay hình thì đổi đời, nên là em rất là biết ơn vì bài học thầy chuyển giao ngày hôm qua. Và khi mà em nhận ra cái bài đó là cội nguồn đến từ chính tôi nhưng không phải lỗi do tôi, thì em đã không còn oán trách bản thân mình nữa. Mặc dù không hẳn là không còn oán trách, nhưng mà mình nhận ra là mình bớt đi cái sự oán trách và bám chấp vào đó. Trước đây có những vấn nạn xảy ra thì em không có dám đối mặt để mình nói ra những thứ mình muốn nói, nhưng bây giờ thì em đã tự tin nói ra những gì mình nói. Và một bài học mà em ngộ ra nữa đó là dù là vấn nạn hay là nghịch cảnh tới thì mình không có tập trung vào để xử lý, và mình chỉ có đưa ánh sáng, nguyên lý ánh sáng vào, thì mọi thứ sẽ trở lại cân bằng hơn. Và một bài học nữa là em nhận ra nhân nhân và quả, mọi thứ đến với của em đó là nhân của mình. Và một cái câu em bài học mà tâm đắc ngộ ra đó là khi mà câu bài học mà thầy chuyển giao đó là chúng sinh thì luận quả, Bồ Tát thì luận nhân, hay là chúng sinh thì sợ quả và Bồ Tát thì sợ nhân. Nên là bài học đó đã giúp em ngộ ra và em nhận ra và mình cần chuyển hóa. Và em cảm thấy là khi mà trong lúc vấn nạn xảy ra, khi đó là lúc em được chuyển hóa. Em cảm nhận luôn đấy thầy, lúc mà vấn nạn thì em cảm thấy là mình so với trước thì em phải nằm mất khoảng vài ngày hoặc có thể kéo dài thời gian này, nhưng mà với em chỉ là có 1-2 tiếng đồng hồ là em đã thoát được ra cái trạng thái đó rồi. Và em rất là biết ơn thầy đã cho em được chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra của em ạ. Thầy thấy em nói tự tin hơn mấy ngày trước không ạ? Trước đây mà em mà nói trước đám đông là em hơi nói ấy một tí, chưa ánh sáng một tí, chứ em run lắm hả thầy. Thế nhưng bây giờ em nói em vui lắm thầy. Ngon. Thầy cứ nói câu ngon là em thích lắm ấy, thầy. Ngon ngon. Em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã là lắng nghe em. Em xin được tắt mic ạ, nhường cho mọi người chia sẻ tiếp ạ. Dạ, biết ơn chị. Này tâm thái ngon hơn rồi đó. Xin mời chị Trang Trần. Không nghe chị Trang à? Chị nói tiếp đi, cũng không nghe nữa. À, không nghe. Để vài bữa em đi luyện đọc khẩu hình. Em có nói gì đâu mà cả nhà nghe. Em chọc chị Trang chơi. Em chọc chị Trang nên em nhảm cái miệng chơi. Bỏ tai nghe ra thử ai có phù hợp không.
Nếu không có phù hợp thì bữa sau nói chuyện. Giật ra luôn ngay. Không có lỗi gì đâu. Có gì đâu lỗi. Ừ. Vậy để lần sau nha. Ừ. Rồi. Em xin mời Kiều Bùi. Dạ, em biết ơn thầy đã cho em một cái cơ hội để có thể nói trước mọi người. Thầy thấy em giơ tới hai tay và hai tay con gái của em ở đây nữa. Em xin chào các anh chị đang ngồi trên phòng Zoom ạ. Em xin giới thiệu em là Kiều. Em sinh năm 1985 và bình thường em sẽ nói là em bao nhiêu tuổi, nhưng hôm nay em học được các anh chị ở đây là em mới có 20 tuổi ạ. Dạ. Em làm nghề là em có 12 năm làm trong ngành tâm lý học đường. Và em đang kinh doanh hệ thống với công ty New May. Và em rất là biết ơn nhân mạch của em, đó là anh Bùi Thế Quân đã giúp em làm kết nối em với lớp học này. Em cũng biết ơn cô Vân và cô Hoa là người đã mở đường cho những cái tri thức vào cái tổ chức WIT. Và em đặc biệt, em rất là biết ơn thầy. Vì gần 2 năm nay rồi thầy, em mới có một cái nguồn năng lượng học tập như bây giờ. Thực sự mà nói, em đã có những cái trải nghiệm học tập cũng nhiều, ở nhiều nơi và trong ngành nghề của em. Nhưng mà chưa bao giờ em thấy được đó là một cái sự đóng gói, một cái khái niệm, những cái tri thức mà rất là lớn như vậy và rất là đáng trân quý. Và mà cũng chưa bao giờ em thấy rằng là chỉ cần nghe, chỉ cần ngộ ra và đã chuyển hóa rồi. Có lẽ là từ trước đến nay em cũng làm bên ngành giáo dục nhiều, nhưng em ước ao có một cái nguồn tri thức như vậy để cho ai cũng được hưởng thụ học tập. Và khi mà được bắt gặp cái nguồn tri thức từ WIT cũng như là sự bao dung thương yêu của các thầy cô thì em cảm thấy vỡ òa thầy ạ. Em nói là 12 năm em làm trong ngành nghề, em có 4 năm học đại học, em có 2 năm em đi học cao học, mà tại sao nó không rõ ràng được như vậy, trong khi em mới tham gia được có mấy ngày thôi thầy. Và em cảm nhận như là kiến thức ở đâu đó rất rất là nhiều, ở đâu đó đổ về mà rất là tuyệt vời thầy ơi, em không thể diễn tả thế nào được bằng lời nữa. Và em thì có cái sự chuyển hóa ngay từ bản thân cũng như là chuyển hóa đối với hỗ trợ các con. Thì đây là con gái của em này, thì hôm qua hello con gái. Con chào thầy đi. Con chào thầy. Hello con. Con gái của nè. Con tên gì? Dạ con, hỏi về tên của con là Nguyễn Quế My. Nguyễn Quế My. Dạ. Ừ, giống cô tên Quế Minh quá vậy. Con mấy tuổi? Ở đây có cô tên Quế Nương nữa nè. Dạ. Con 5 tuổi rưỡi nên con đã lên lớp 1 rồi. 5 tuổi rưỡi mà lên lớp 1 rồi hả? Dạ. 5 tuổi rưỡi sao đã lên lớp 1 rồi? Khủng khiếp gì? Tháng 12 con mới thì tới sinh nhật 6 tuổi của con. Ồ, mà đã học lớp 1 rồi. Dạ. Học lớp 1 rồi hả chị? Dạ, tại vì bé sinh tháng 12 đó thầy, thành ra theo năm học thì phải học lớp 1. Ồ, trời ơi, con hay quá con gái ơi. Dạ, em ngộ được cái nguyên lý hình ảnh đó thầy. Tại vì em thấy cái triết lý học tập của thầy ấy là đi tới ba góc, một khoa học này, dân gian và tôn giáo. Thì em học tập chủ yếu là em học về khoa học đó thầy, em áp dụng trong công việc. Và em được mở thêm nữa là góc học tập
về tôn giáo nữa. Có những điều mình không thể giải thích bằng khoa học được thì lại tôn giáo, và thêm nữa là góc dân gian thì, và nhưng mà hôm qua em áp dụng đó là hình ảnh tâm trí, là bạn nhỏ này thì hôm qua bị sốt. Thế là bình thường là mình sẽ nói là con đang bị sốt ốm đúng không, và con mệt đúng không. Nhưng mà hôm qua tại vì em chỉ có một ngày dành cho con thôi, còn hôm nay bé phải đi học, mặc dù bé vẫn sốt thì tối hôm qua em mới nói là con là ngày mai con là em bé khỏe mạnh con đi học, và con đến lớp con học những điều hay. Rồi em cứ tâm niệm như thế trong lòng, mặc dù sáng hôm nay bé vẫn còn hơi sốt thầy, nhưng mà bé bật dậy thầy, đến 6 giờ bé bật dậy, bé nói là con đi học thôi không trễ giờ, và bé rất là hăng hái vui vẻ mặc dù sờ đầu vẫn sốt ạ. Nếu như bình thường là bé sẽ nhõng nhẽo ở nhà thêm một ngày nữa, nhưng mà em đã ứng dụng cái nguyên lý hình ảnh tâm trí đấy thầy, và cái mong muốn của em với con em là phải khỏe mạnh. Đúng rồi. Dạ. Và khi mà em học được cái này thì em cảm thấy ô sao bao nhiêu năm là mình làm tâm lý mà mình lại không ngộ ra được cái này ấy, trời ơi, nó quá tuyệt vời luôn ạ. Rồi em cũng áp dụng trong gia đình của em, đó là một cái bạn em chồng của em, thì nói chung cả nhà biết là con trai ấy, con trai thì thường là bề bộn hơn con gái đúng không, thì mình cũng nhắc rất là nhiều rồi, bảo em đợi em gấp chăn gấp mền lại, thế nhưng mà nói hoài, và mình đã nói rất nhiều mà bạn ấy quên. Thì hôm đó em học rồi sao em mới suy nghĩ là bây giờ mình phải đổi đi. Thế là em ứng dụng rất đơn giản thôi, em chỉ cần đổi mỗi lời nói thôi, đó là chị tin em là một người gọn gàng đó, và có khả năng mà sắp xếp chăn gối một cách gọn gàng sạch sẽ, thế thôi. Và lập tức cả sáng hôm sau cả nhà biết gì không, vào phòng mà chăn gối đã được xếp gọn gàng đó. Và em thấy ô nó quá vi diệu luôn, tại vì xưa nay trong đầu mình cứ ấn định là bạn đó là một cái bạn là lời thôi này, lời biếng này, sống bê tha này, và cả nhà cũng ấn định cho bạn cái điều đó, và không ai nói rằng bạn là có khả năng như vậy, và cũng không ai nói rằng là bạn là một con người mà mang cái tính mà gọn gàng hay là sạch sẽ, không ai nói luôn ạ. Và tự dưng em đổi một câu và em cảm nhận là ô nó quá tuyệt vời luôn ạ. Trời ơi, sao mà trước nay mình lại không ứng dụng nhỉ? Mà cái ví dụ của thầy là cây viết á, thực ra em có học thời đại học rồi, và học không phải là cây viết mà là một ly nước, nhưng mà sao nó không có thấm này? Cho mẹ xin phép nha. Và tại sao mà mình không ứng dụng được? Và hôm nay em mới hiểu, hiểu cặn kẽ vì sao, vì em thiếu khái niệm nguồn thầy. Em cứ mang máng và em có thể hiểu nhưng em không hiểu rõ, và em thiếu cái khái niệm nguồn. Và vào đây em được học cái khái niệm nguồn một cách rõ nét, và chính vì nó rất là nét, mặc dù nó những câu từ của thầy chắt nọc ít thôi, không dài, nhưng mà rất là rõ, rất là nét, và từ đó mình có thể ứng dụng được trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đó là điều em vô cùng tâm đắc thầy. Em có bao nhiêu năm làm nghề, em cũng có rất nhiều cái trải nghiệm học tập, nhưng mà em thực sự em tự hào lắm thầy. Và em cũng hôm qua em có nghe thầy nói là sẽ xuất khẩu giáo dục Việt Nam thì toàn thế giới, thì em thấy quá tự hào nên người Việt Nam sao có một cái chuyên đi giáo dục hay vậy. Hồi trước nên mình cứ phải đi vay mượn ở đâu đó đó, và mình lấy họ là cái những cái kim chỉ nam, lấy những cái chuyên đi của họ làm kim chỉ nam, và con cái chúng ta thì cũng gọi là cái nền giáo dục vay mượn đó thầy. Cho nên mà bây giờ mình một người Việt Nam, em không bao giờ em tưởng tượng thầy, em thực sự em không bao giờ em hình dung được đến khi biết thầy là một người Việt Nam mà tại sao lại có một cái, em không hiểu gọi là gì, bộ não siêu phàm mà hay là thầy có một cái sứ mệnh nào đó là Kim Minh An. Dạ, ông trời đã đưa Kim Minh An, Kim Minh An. Không. Do Kim Minh An nên là buộc phải làm thôi. Không, em nghĩ rằng thầy có một cái sứ mệnh rất là lớn lao, nếu như mà chị mới có sứ mệnh chứ. Hiện nay từ khi công văn của bộ ra tới thời điểm này về giáo dục học đường á, cái tâm lý học đường đó, chị ra giờ đang thiếu một cái giáo án chuẩn của đất nước này đó, chị làm đi.
Em chia chị sẻ mới với có thầy sức mạnh chứ, em có sức mạnh gì. Em cũng nỗ lực lắm, tại vì hồi trước là em có làm trong khoảng năm 2015 em có được bộ mời ra để chia sẻ về cái mô hình làm việc trong cái trường của em, và những cái mô hình đó có cũng có đưa vào trong sách hiện nay để giảng dạy, và bản thân em cũng lập ra mạng lưới tâm lý học đường Thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ em vẫn điều hành. Nhưng đó, tâm lý học đường hiện nay là giáo án chuẩn để đưa vào đó, hiện nay Bộ Giáo dục đưa ra gần như em nói công văn đó 10 năm mới gì à, để em coi lại cái công văn đó tháng mấy nè. Yêu thầy quá sao thầy hiểu luôn được cái để em coi cái công văn đó từ tháng mấy nè, em coi liền cho chị luôn. Đó là cái nỗi trăn trở của rất nhiều anh em làm nghề. Ngày nghị định 123, nghị định 2016, ngày 1 tháng 9 năm 2016 của Bộ Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan đồ của bộ rồi, đó là thông tư được tại Hà Nội ký vào 18 tháng 12 năm 2017, một cái thông tư để quy định về cái việc phát triển cái tâm lý học đường cho đất nước mình nè. Không biết là cho có được nghị định là 123 của 123/2016, sau đó tiếp tục bổ sung nghị định số 69 của 2017, rồi tới nghị định 80, tới căn cứ cái quyết định năm 2000 ấy rồi. Chị làm đấy, 2016 tới giờ là nhiêu năm cả nhà? Thầy ơi, em xin lỗi, đấy là cái trải nghiệm của em, nhưng mà hiện tại em đang kinh doanh hệ thống và em đã biết rồi kinh doanh hệ thống, nhưng đây bà dứt kinh nghiệm dứt cái ấy thì bà cứ tham gia vô hỗ trợ. Dạ, em hỗ trợ giáo án, hỗ trợ này kia tâm lý học đường. Dạ, em vẫn còn rất nhiều anh chị em vẫn liên lạc với em trong lĩnh vực đó, và hiện nay em đang lan tỏa tri thức của thầy cho mạng lưới tâm lý học đường Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, ra ngồi bàn lại với nhau cho ra một giáo án chuẩn cho tâm lý học đường, gửi vô trường thực nghiệm rồi đó, bắt đầu mình thực nghiệm xong vô một cái form, sau đó sao cho toàn quốc. Dạ, là các con nó để đưa ánh sáng vô trước khi cái vấn nạn xảy ra trong học đường thì có phải ngon không? Quá ngon thầy, mà em muốn đưa từ bé luôn, muốn đưa từ 3 tuổi, 5 tuổi chứ không phải đưa một từ... trường nào cũng có một nhà tâm lý mà không phải là nhất thiết phải học tâm lý, mà thầy cô đều đảm đương luôn cái vai trò của nội tâm tại trường đó, thì đảm đương luôn các giáo viên chủ nhiệm á. Đúng rồi thầy, cái đó là đang là vướng của bộ. Bộ giáo dục bây giờ muốn có những người như em nhưng mà không có người học, và rất là ít người học. Và bây giờ các giáo viên ở trong trường thì có những người muốn làm mà họ không có một cái gì để họ dựa vào. Chị làm đi, chị học ra, chị học trong mấy này rồi chị đưa ra giáo án nghe. Thật chất là làm giáo án hỗ trợ cho trường thực nghiệm á. Dạ, em sẽ đặt, em sẽ quyết tâm để em vào mentor 5 nữa thầy. Để em trước đây bà vô mentor 5 mất hết năm nữa, biết bao lâu. Dạ, em vẫn đang mentor 5 mất thêm một năm nữa. Một năm nữa đất nước này không biết, sớm một ngày giờ là tâm lý học đường thì tốt một ngày giờ. Các bạn đang rất là lúng túng. Em không có sứ mệnh bên đó, nhưng em chọt chọt được, em đứng sau hỗ trợ được. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, biết ơn thầy nhiều. Đừng, vẫn làm gì kinh doanh làm gì, nhưng mà về tâm huyết thì mình vẫn làm. Mình đừng có vội buông cái ngành của mình, dù cái kinh doanh kinh tế rồi này kia thì chính ha. Dạ, dạ. Thạc sĩ tâm lý học đường mà ha. Em vẫn lâu còn... lâu vẫn hỗ trợ được thêm nha. Dạ. Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Em biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ thì hơi dài, nhưng mà thực sự là em lấy lại được năng lượng học thì tập. Đừng nói dài thì có ai có cái hình dài đâu, và nín thinh mà nói tiếp đi, chứ không thôi thì nghỉ, chứ tự nhiên nói dài gì. Dạ, em cảm ơn thầy, em xin phép dừng để cho bye bye con gái có nói vài câu gì không? Dạ, không hen, bye bye con. Hồi xưa giờ có ai nói con dễ thương chưa? Dạ nhiều lắm đi đâu. Ồ, nhiều lắm hả? À, vậy thì được rồi. Trước bà con đi. Con dễ thương đúng không? Dạ. Thôi, bye bye con. Bye bye chị nha. Chị tắt mic giùm em nghe chị. Dạ dạ. Chị tự tắt mic giùm em đi. Em xin mời
Sẽ tự nhiên tìm không ra cái tên Thủy Phan. Đó, em mới mở mic cho chị đó, chị cười nghe em nghe đó. À, được rồi thầy ạ. À. Em dạ. Biết anh thầy là gọi tên em ạ. À. Dạ, đi vô đây. Em biết ơn thầy, biết ơn đến rất là biết ơn đến tổ chức quýt và biết ơn cả nhà, và hôm nay thật sự rất là hạnh phúc vì được thầy gọi tên. Dạ, em xin chia sẻ bài học tâm đắc ngủ ra của em. Thật sự thì lúc mà em học được quýt á, em hiểu được. Rồi em cảm giác là sau em lúc đó em cảm thấy em như đang mơ luôn đó thầy. Thực sự em nói là em học mà em nhận tri thức mà em cảm giác như em đang vô rừng, mà em cầm một cái túi và em cứ nhặt kim cương về thôi. Thật sự lúc đó là em xúc động lắm, và thật sự bây giờ em muốn nói đến một lời tri ân rất là lớn đến cô giáo của em, và cũng là nhân vật của em là cô giáo Hoàng Kim Dung. Và mặc dù mười mấy năm ra trường rồi nhưng mà cô vẫn theo dõi em từng bước đi của em và tất cả những cái gì mà đấy, và cô đã là cũng là người tác động cho em học quýt. Lúc đó mà em khi mà cô chia sẻ cho em á, là lúc nào em trong đầu em cũng một cái từ bệnh thôi. Ôi em bệnh con nhỏ lắm cô à, em không có thời gian. Lúc nào cũng thế, mà cô đã tác động cho em, và em đã học. Và khi em học thật sự là em muốn ôm chầm lấy cái cổ của cô, và em muốn nói rằng em rất là biết ơn cô ạ. Cả gia đình em, thật sự là cuộc đời của em thay đổi từ khi học quýt luôn á. Và em muốn chia sẻ những cái hiện thực em nhận được. À, giúp Tâm thì giúp Tâm. Mẹ giúp Tâm cơm. À, mẹ nói thì mẹ nói chuyện với thầy một xíu rồi mẹ ra mẹ giúp Tâm cơm nhá. Mẹ làm bố thú. À, rồi con ra ăn nhá. Và mẹ làm bố thú. À, rồi con chào thầy, con chào cả cô cả chú. Con chào thầy. À. Hello con. Thầy bạn mẹ làm bố thú. Con chào thầy. Ừ. Dạ, biết ơn cả nhà và biết ơn thầy đã chứa đựng ạ. Con bé lớn á, ngày xưa mà bắt đầu đi học á, là có một cái thói quen là như thế này. Con học ngoan đi không, con lo mà đi học cho ngoan không thôi là đến là cô sẽ đánh và đập. Và trước đó là như thế là thường là sẽ gây áp lực cho con, và con rất là sợ một lần đến trường. Còn sau khi mà em học được á, em đổi hình thức cho con. Thì con em khi bắt đầu vào học lớp 1, là con em vừa học lớp 1, vào học lớp 1 mấy tháng này, là con về con nói với em, mẹ ơi, con nghe nói vào lớp 1 là áp lực lắm, rồi xong nhiều bài tập lắm, bài tập là gì hả mẹ, rồi thế này thế kia. Và em đã đổi hết tất cả hình ảnh cho con, là em nói là lớp 1 sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Ở trường lớp 1 con sẽ khám phá được rất là nhiều điều, và con sẽ học được rất là nhiều môn, và các môn đó rất là thú vị. Ví dụ môn tiếng Việt thì con sẽ sau này con sẽ đọc được nhiều sách, con sẽ khám phá được thế giới này. Con học được tiếng Anh thì con sẽ đi khắp thế giới và con sẽ nói được này. Rồi học được toán thì con phát triển được tư duy này, rồi tính toán được, và rất nhiều. Và từ đó em đã đổi hết hình ảnh cho con. Và con về con hỏi em thì lúc đó là con hứng thú lắm. Xong rồi con về con hỏi em thì nghe nói là lớp 1 học toán khó lắm phải không mẹ? Bây giờ thì em nói là học toán là không, học toán rất là thú vị. Tại vì khi mà học toán á, là não của con sẽ được kích hoạt lên rất là nhiều, và con phát triển tư duy, và con nghĩ nó đơn giản thì con sẽ đơn giản bây giờ. Rồi em cũng dạy con là như thế, là tính toán như thế này thế kia. Và đâu đến khi con em đi học thì ôi con về em hỏi về con thấy đi học lớp 1 thế nào, vui lắm mẹ ạ. Mà bây giờ tại sao ngày xưa học mà em Tôm được học cả thứ bảy mà con không đi học được thứ bảy hả mẹ? Con thứ bảy con ở nhà, con chỉ muốn đi học thôi. Và con em tự giác tất cả mọi thứ là tự giác đi học, tự giác tất tật tật. Và đó, con nói là em con còn thấy học lớp 1 vào học trường này đẹp này, rồi trường này còn có thú vị hơn 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 cả trường mẫu giáo nữa mẹ. Và con chỉ muốn bây giờ ước gì mà được học cả thứ bảy cả chủ nhật này nhỉ. Và bây giờ con tự giác mọi thứ và con rất là thích đi học. Và đó là mà trước đây là một lần là một mà trước đây là con nghe các bạn nói là học lớp 1 vào lớp 1 áp lực lắm, rồi nhiều bài tập lắm,
rồi con cũng hỏi là bài tập là như thế nào, bài tập khó lắm hay không mẹ, thì nói là bài tập em cũng nói là bài tập là cũng như việc ăn kẹo của con thôi, ví dụ miệng của con là thích kẹo, còn bài tập thì nó rất là bổ cho não, con ăn một cái một bớt thì bớt một cái đó, và sau này con về việc học của con rất là, con rất là đam mê học, học toán để thích, học tiếng Việt thích, vào tất cả các môn ở trường con đều thích, và con rất là đam mê. Là đó là em là ứng dụng được cái nguyên lý hình ảnh của thầy ấy, là thay đổi hết tất cả hình ảnh. Và còn các bạn nói là nghe nói cô lớp 1 rất là dữ phải không mẹ, hay là thế này thế kia, thì em cũng rồi hình con chỉ cần con lễ phép thôi, con học ngoan thôi, thì tất cả các cô giáo đều yêu thương của con, con như con các hồi con học mẫu giáo vậy thôi, hay là như mẹ vậy thôi, và tất cả, và con bây giờ con việc của học của con rất là đơn giản và rất là nhẹ nhàng luôn em thấy. Và thêm nữa em ứng dụng vào cái nguyên lý ánh sáng nữa. Trước đây á thì con em làm một cái gì á, em thường hay là ngăn cản con, ngăn cản bằng hành động á thầy, đó là cái thói quen mà ngăn cản bằng hành động. Còn sau này bây giờ em chỉ cần đưa ánh sáng vào, ví dụ có buổi sáng trước đây rất là áp lực cái việc mà để cho con dậy đúng giờ này, rồi con dậy mà không khóc nhẹ hay là các kiểu vậy. Và buổi sáng em chỉ cần vào em chào, chào các con yêu vui vẻ của mẹ, các con là các là những siêu nhân tài vui vẻ này, luôn mang niềm vui đến cho mọi người, và luôn là những người thức dậy đúng giờ. Và từ đó trở đi là con em sáng nào dậy cũng rất là tươi và rất là vui vẻ và dậy đúng giờ, và còn dậy chào mọi người trong nhà, chào ba mẹ vui vẻ, chào bà vui vẻ, chào bà ngày mới vui vẻ, chào mẹ vui vẻ, là một cách vi diệu luôn, em thấy thật sự là một cách con em thay đổi một cách vi diệu luôn thầy ạ. Và thêm một cái hiện thực nữa về sức khỏe là trước đây em sinh xong thì em gặp bất ổn rất là nhiều về cột sống này và bị thoái hóa này, và em chỉ ước được một ngày em có thể chạy bộ lại, ước được chạy bộ thôi, tại vì trước đây em chỉ có đi được thôi chứ không thể chạy được. Mà em đi chăm cứu á, ở đây có một thầy tên là Trần Đình Đường, không biết là thầy có biết không, thì em đến đó thì em hỏi thầy là bây giờ thầy chắc chắn là một tháng sau em có thể chạy được đúng không. Em chỉ ước là một lần em chạy lại được 1 km thôi, tại vì lúc đó lưng em rất là đau mà em không thể bế được con luôn á. Xong rồi thì em đi chăm cứu về nó cũng đỡ, nhưng một thời gian sau thì em bị tái lại và đau lưng. Và khi em biết được WIC, em đã học được bài thay gân đổi cốt, 21 ngày thay gân đổi cốt. Và sau em học thêm một khóa là làm chủ đường chạy, kiến tạo đường đời của thầy Nhân. Và vừa rồi khóa 03 á, à đây tới đây mẹ yêu nói này, à vừa rồi khóa 03 á, là em đã đạt được mẹ điện rồi, mẹ điện rồi, chị mẹ chuyển đi nhá, mẹ nói chuyện xong hội thay rồi nhá. Và em đã đạt được một cái giải chạy bộ là về đích xin đuôi 21 km, và đó là một cái hiện thực mà em thật sự là mơ trước đây, mơ em cũng không tin được rằng là mình có thể chạy được như thầy luôn á thầy. Mà lúc mà em học hay gần đời cột, lúc mà em học ở WIT là em rất có niềm tin, em tin rằng là em sẽ chạy được, em tin rằng là em sẽ chạy được, và em tin rằng là những cái mà và em tin rằng là thay cái từ của Covid thì sẽ mang lại cho em sức khỏe. Ơi, mẹ đứt quạt. À mẹ đứt quạt. Và em đã chạy được, và vừa rồi em đã chạy được 21 km về đích xin đuôi, rất là vui vẻ và rất là lại nữa. Và thêm nữa, em xin chia sẻ thêm một bài học tâm đắc ngủ ra nữa là về cái cấu trúc con người á, là trước đấy là em dính mắc một cái là em rất là tham cho người khác, và em nghĩ tham cho người khác thật tốt, nhưng mà thực ra em hiểu rồi, tham nhiều quá, và sau này em trở thành là gọi là khi tham nhiều quá, tham cho con nhiều quá, tham cho chồng nhiều quá, và sinh ra oán trách, và oán trách là được sinh ra từ đâu. Và giờ sau này thì em biết mình yêu con hay yêu chồng hay yêu, mà trước tiên mình cũng phải yêu bản thân mình đủ, bạn mới có cả thế giới. Và em rất là thích tâm đắc cái câu đó, và biết rằng mình yêu mình như thế nào, và để yêu người như thế nào, lúc nào cần buông tay con, và lúc nào mình cần phải giữ chặt tay con, lúc nào mình đón nhận con, hay là mình để cho con nó buông ra, để cho con nó tự lập, và như vậy. Và em cảm thấy là em nhìn được cái toàn cảnh hơn,
nhìn được và em có thể kết nối được với cái tâm hồn của con của em nhiều hơn. Và em chỉ cần nói một lời nói nhẹ nhàng là con có thể đi và con rất là tự giác thôi. Và dạ, lúc nãy giờ em cũng chia sẻ nhiều rồi, thôi em để nhường lại phòng dung cho cả nhà. Và em rất là biết ơn thầy, biết ơn cả lớp đã chữa đừng và biết ơn tất ban phụng sự của Quýt đằng sau đã cho em một đã hỗ trợ để cho em và cả lớp có một phòng dung chất lượng để em được chia sẻ bài học tâm đắc vừa ra của mình ạ. Biết ơn thầy, biết ơn cả lớp đã chữa đừng ạ. Chưa có ngày cụ thể nhưng chắc có khoảng qua Tết ấy, nó có một cái khóa để hỗ trợ cho các chị ở nhà làm nội trợ ấy, với các chị mà chăm con ấy. Cái môn nó được gọi là nhà giáo dục gia đình, ứng dụng triết lý giáo dục tận gốc vào trong gia đình cộng với người mẹ thấu hiểu các môn khoa học, 17 môn khoa học để có thể trợ cho con. Thì chưa cụ thể, dịp nào có khi cụ thể toàn báo. Giáo án, giáo trình hình như cũng xong hay gì. Nó tên gọi là nhà giáo dục gia đình. Thì để coi qua Tết á, tại vì đang chuẩn bị cho một cái nền tảng của With Home để thành lập đội ngũ trợ lý cuộc sống và nhà giáo dục gia đình đó. Khi cư dân With Home vài ngàn trẻ thì khởi tạo cái dự án đó trước khi With Home ra đời 5.5 năm, thì cái chương trình đó nó được gọi là nhà giáo dục gia đình, đưa triết lý giáo dục tận gốc vào và là một lộ trình cho con trưởng thành đến 7 sự giàu toàn diện, trưởng thành tận cùng đến sự trưởng thành của con người, cộng với 17 môn khoa học. Có nghĩa là thấu suốt, mình thấu hiểu được 17 môn khoa học á, với có một cái phương pháp nó được gọi là thấu hiểu cái đó để cho con học ngoại ngữ, phát triển ngoại ngữ. Thì chưa cụ thể nên không dám thông báo với các anh chị, nhưng thông qua sự chia sẻ của chị Thị Phan á, em mở mic chị lại một chút nha. Thì chị hào hứng trong quá trình quảng bá về các môn học cho con á. Bản chất các môn học ở trường nó rất là nhẹ, nó rất đơn giản. Chỉ cần người mẹ với người cha ở nhà biết cách phối hợp và khơi gợi được cái niềm đam mê học tập của con ha, thì là xong. Thì các anh chị sẽ thấu suốt luôn được từ lớp 1 đến lớp 12 cái lộ trình học tập của trẻ. Thì khi đó các anh chị hoàn toàn có thể dẫn dắt và khích lệ trẻ. Nó được gọi là nhà giáo dục gia đình. Cái tên chưa cụ thể, nhưng mà trước mắt là nhà giáo dục gia đình. Thì còn nghĩ chắc là hình như qua Tết thôi sao? Đưa triết lý giáo dục tận gốc của mình vào cộng với định hướng cho cái lộ trình trưởng thành tận cùng của con, với người phụ huynh hiểu được 17 môn. Hình như cũng không có phân biệt trình độ gì lắm trong quá trình học tập của các anh chị. Không nhất thiết các anh chị phải có đại học hay là có gì. Hình như chắc phỏng vấn đó, nhưng mà hỗ trợ học bổng cho các anh chị học tập đó. Y chang như mentor vậy thôi, hỗ trợ học bổng học tập. Chị mất tiêu rồi, em không thấy chị chứ. Chị em mở mic cho chị rồi đó, nhưng mà chị đâu rồi đó chứ, em không thấy chị đó. Chị Thủy Phan. Dạ. Chị giơ tay lại chứ. Dạ rồi. Em thấy rồi. Chị nói đi. Dạ, dạ em biết anh thầy, biết anh cả lớp là chưa đừng ạ. Em vừa bị ao ra. Và em có một cái hiện thực như thế này. Lúc đầu á thì con em không hứng thú với việc học tiếng Anh thôi, mà em nói như thế này: con biết ông già Noel ở đâu không? Con thích ông già Noel không? Con thích ông cô Noel không? À tới đây này mọi người không? Chuyển đi về đấy. À rồi, để đợi tụi mẹ nói giọng. Bây giờ mẹ nói, mẹ đang nói chuyện một thay rồi, còn nên con dự tập tư một tí nhé. Rồi mẹ cảm ơn con.
và em hỏi con như thế và con nói là con rất là thích thích gặp ông già Noel này, con rất là thích gặp anh Conan đúng không, nhưng mà mấy người này họ chỉ biết nói tiếng Anh thôi, họ không biết nói tiếng Việt, và như thế là con em trời ơi, vậy hả mẹ, vậy thì giờ này con sẽ học tiếng Anh thật là ngon để con qua nhất em con được gặp ông già Noel, phải gặp anh Conan. Và bây giờ cả hai con của em đều ngày nào nói học tiếng Anh, mở TV lên tự học. Và con mong một ngày con được gặp anh Conan, ông già Noel, là có cái hiện thực của em dẫn con qua anh chơi. Dạ. Thôi mấy bài chị, dạ, ý em nói gì đó, ý em nói về cái đó đó chưa cụ thể nên chưa thông báo với các anh chị. Dạ. Nhưng em cơ bản là đã có trình cái giáo án với trình cái lộ trình cho Toàn rồi, đó là nhà giáo dục gia đình, biến tất cả những người phụ nữ ở nhà, những người ba người mẹ thấu hiểu 17 môn khoa học để dẫn dắt con, hướng dẫn con cái cách học tập thông dong đó, mà lại có thời gian bồi dưỡng tất cả các kỹ năng khác, cộng với đưa thêm triết lý giáo dục tận gốc vào nữa, thì hỗ trợ cùng với trường. Chứ thực chất bây giờ mình cái gì mình cũng giao cho trường học, các giáo viên áp lực lắm các chị, tại vì nghề nhân sinh giáo viên đâu có chịu trách nhiệm toàn bộ cho chúng ta. Khi nào có cụ thể toàn thông báo với các anh chị. Còn khoảng 5 phút chắc em xin mời Thị Linh đi. Xin mời Thị Linh, Nguyễn Thị Linh. Yeah, thầy ạ. Xin chào tất cả các anh chị em ở trong lớp ạ. Biết ơn thầy đã gọi và biết ơn mọi người đã lắng nghe ạ. Thì thầy ơi, em có rất là nhiều hiện thực cho nên là em muốn cảm ơn thầy. Là đây là cái ý niệm đầu tiên. Cái ý niệm thứ hai nữa thì em sẽ trình bày sau. Cái sự chuyển đổi của em thì từ trước thì em cũng là người bị rối loạn điện từ ạ. Từ khi mà em còn nhỏ cơ, bắt đầu từ năm em 8 tuổi là em đã có cái việc như vậy rồi, nhưng mà hầu như là gia đình thì cũng không có gọi là biết cách để mà hỗ trợ cho mình ấy. Xong rồi đến lúc lớn thì cũng một mình em loay hoay để đối diện với tất cả những cái việc như vậy. Thế thì em cũng bắt đầu em bước vào UIT ấy, thì cái lúc đó là em vừa mới trong cái trạng thái là em ốm khoảng tầm 2 năm em nằm một chỗ thôi. Thế xong rồi sau đấy thì em mất khoảng tầm 6 tháng để em luyện tập. Thế thì ngày em vẫn nhớ là ngày 24 tháng 7 là nhân mạch của em là bạn Hiền Nguyễn có gửi cho em một cái link, và bạn ấy bảo với em là bây giờ Linh muốn học marketing với tớ ấy, thì bây giờ Linh cần phải học cái này trước để chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp. Thì em vẫn cứ buồn cười cái câu nói đấy của bạn thôi, và em cũng nói thật là lúc đấy là em cảm thấy mất niềm tin với các cái khóa học và với cái năng lực học tập cũng tìm hiểu cũng khá khá, nhưng mà tuy nhiên thì nó không, em thấy là nó cũng không có thay đổi gì nhiều cả. Đấy là cá nhân em tự nhận thấy là em không có thay đổi gì mấy. Thì em trầy ra chóc vẩy để em học cái bản ghi âm, đấy là K16, và em nằm liệt luôn, thế là em nằm mơ luôn, tức là lại đến chỗ như thế. Thế nhưng mà sau đấy thì em bắt đầu em thấy là em đến bài số 7 và bài số 8 ấy là bắt đầu em tỉnh dần. Và sau đó thì là em có tập thay gân đổi cốt, rồi là cũng được bạn Nhàn, mentor Nhàn cho vào trong cái chuẩn bị cho các anh chị mà muốn vào mentor 5 ấy. Thì lúc đấy em cũng không đặt ý nhiều, bởi vì là em thấy là cũng chưa có cái sự thay đổi gì quá là mạnh. Nhưng mà đến cuối tháng 9 thì thực sự là em thấy là cái nguồn năng lượng ở trong em nó khác hẳn. Em cảm giác như là cái hơi thở của em, rồi là cái năng lượng, rồi là cái khả năng học tập của em á, nó rất là tốt luôn. Em chưa bao giờ cảm thấy mình có được cái sự bình an và cái sự bình ổn điện từ đến như vậy.
Mọi người cứ cứ nói rằng là năm nay quay trở lại tuổi 20, nhưng mà thực sự là em nghĩ em sẽ quay lại tuổi 16, 17, tại vì những cái độ tuổi đấy em vẫn còn đang rất là loay hoay và ở trong một cái mớ bòng bong ấy ạ. Em chưa được tận hưởng cái tuổi học trò của mình thực sự. Hình như bạn rớt mạng hả các anh chị? Thì Linh rớt mạng hả ta? Bạn rớt mạng ha. Có loại quay lại chưa? Mạng đã rớt rồi, không còn mạng nữa. Quay lại rồi thì giơ tay lại. Quay lại rồi giơ tay mới thấy. Quay lại rồi thì giơ tay mới thấy. Rồi nói chuyện tiếp. Mic cho đó. Dạ. Vâng, thế nên là khi mà em nhận được cái sự bình an như vậy á thì em cảm thấy vô cùng biết ơn và em cảm thấy được cái niềm vui sống ấy ạ. Chưa bao giờ, tức là ngày xưa ấy, là có những cái khoảng thời gian em xin phép là sẽ kể một chút để thầy hiểu một chút bối cảnh thôi, còn bây giờ thì em đã cảm giác như em không còn như vậy nữa. Nhưng mà tức là có những khoảng thời gian khi mà em còn nhỏ tuổi ạ, thì là cứ mỗi một ngày mà mình mở mắt ra là mình sẽ tự đặt một cái câu hỏi là hôm nay mình có sống hay không ấy. Đấy, nó đến mức như vậy. Nhưng mà đến bây giờ thì em cảm thấy mỗi một ngày em mở mắt ra em cảm thấy rất là vui vẻ, em cảm thấy rất là bình an. Và thực ra thì em cũng là một người làm trong ngành giáo dục và đào tạo, thế nên là đợt này thì em có phát ra một cái mong muốn là em sẽ hỗ trợ các bạn học sinh cấp 1, cấp 2 và các phụ huynh mà em có cơ hội được gặp gỡ, thì em sẽ chia sẻ về về WIT cũng như là triết lý giáo dục của WIT. Thì em mới phát ra cái ý nguyện đấy là khoảng đầu tháng 10, cho tầm mùng 4, mùng 5 tháng 10 ấy thầy. Thế nhưng mà đến ngày 12 thì cái bạn mà làm cùng với em ấy, bạn ấy bảo với em là Linh ơi, tớ báo cho Linh một cái tin mừng ấy, là sắp tới có khả năng là bọn mình sẽ đi dạy kỹ năng sống cho các bạn học sinh ở các tỉnh. Thì em tại bởi vì là như này, em cứ nghĩ rằng là mình sẽ phải học xong mentor này, xong rồi mình học Ôi, master học xong này, mentor lâu lắm, rồi mình học phải đi mentor chia lâu sẻ thật lắm. là tốt rồi mình mới bắt đầu thực hiện cái điều đó. Nhưng mà thế nhưng mà em sau đấy thì thực sự là em vượt qua được cái rào cản là mình không đủ tốt này, rồi rào cản là mình không đủ tốt và mình sợ bị phán xét đấy thầy. Thế là em thôi thúc ở trong lòng là mình phải bằng cách nào đấy để mình Này chắc mất mạng thiệt rồi, mất mạng rồi, hai mạng thôi, hết mạng đi, chừa lại một mạng để sống chứ không thôi thường game ba mạng là hết đó. Thôi xin mời các anh chị nghe ít nhạc rồi chúng ta sẽ vào học tập nghe các anh chị. Biết ơn Thùy Linh, biết ơn cả nhà. Chánh ai có đó không cưng? Dạ có em đây thầy. Em cho anh xin mấy bài nhạc ha, bữa nay Dạ. nhà các nghệ sĩ hát ca cổ đi cưng, Ca cổ hả thầy? À. hát ca cổ ấy. Nghệ sĩ Phượng Hà, Phương Hằng rồi hát một số bài đi, hay Dạ. Dạ. Kim Tử Long rồi đó, Kim Tử Long Dạ. ha. Dạ. Dạ. Chúng ta vào nội dung chương trình nha các anh chị. Hôm qua thì chúng ta học về công thức cội nguồn cuộc sống, biết được đó là nhân trong con người chúng ta chính là hình ảnh tâm trí. Vậy thì nhân tốt trong con người chúng ta là gì các anh chị? Theo góc nhìn của công thức cội nguồn cuộc sống,
Các anh chị, vậy thì nhân tốt trong con người chúng ta là gì ạ? Hôm qua mình nói nhân trong con người chúng ta là hình ảnh tâm trí, hoặc bằng hình ảnh tâm trí. Thì gì nhân tốt trong con người chúng ta là gì? Là hình ảnh tâm trí tốt, đúng không ạ? Hình ảnh tốt, đúng chưa? Hình ảnh tốt, hình ảnh thuận theo chiều chúng ta mong muốn, thì đó là nhân tốt. Vậy thì tối nay thì chúng ta mượn góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng á, chúng ta sẽ tìm về cội nguồn cuộc sống của chúng ta theo góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng. Và tối nay thì chúng ta sẽ mượn góc nhìn của nhà Phật, một cái tri thức nhà Phật nó tên gọi là cấu trúc con người. Nhưng mà trước khi vào cái tri thức này, Toàn xin phép các anh chị Toàn hỗ trợ cho các anh chị hiểu được cái thuật ngữ này trước. Chúng ta phải bắt đầu vào nghe các anh chị. Chân thật. Nếu anh chị nào biết rồi thì thôi. Anh chị nào chưa biết á, đâu các anh chị trả lời giúp Toàn thử á. Theo cái cách nghĩ cá nhân của các anh chị thì chân thật là gì? Theo các anh chị, chân thật. Chân thật là gì ạ? Chân thật. Có nhiều câu trả lời ha. Các anh chị ghi giúp Toàn, các anh chị. Có anh chị nói là sự thật, có gì nói nấy, nói thật. Các anh chị ghi giúp Toàn nha. Sự chân thật. Sự chân thật là những gì? Là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Sự chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Sự chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Sự chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Ý nghĩa sao ta? Ý nghĩa sao các anh chị? Nếu theo câu nói này, vậy thì những gì mà thay đổi thì sao ạ? Những gì thay đổi thì sao các anh chị? Không chân thật. Nhưng có thật không? Các anh chị, những gì có thay đổi nhưng không chân thật, nhưng có thật không? Có thật, nhưng nó không chân thật bởi vì nó thay đổi. Vậy thì Toàn lấy ví dụ thử ha, chúng ta bắt đầu tìm kiếm coi những cái xung quanh chúng ta nó làm sao ha. Ở đây các anh chị có cảm nhận được nhà chúng ta ở nó có thay đổi không các anh chị? Nhà chúng ta ở, ngôi nhà mà chúng ta ở. Có ha. Vậy thì nếu mà Toàn nói với các anh chị ngôi nhà đó không có thật thì đúng không? Sao đúng được? Tại vì có ngôi nhà đàng hoàng mà làm gì không thật. Vậy thì ngôi nhà đó không chân thật. Vậy thì thân này nè, thân của chúng ta, các anh chị đã từng nghe nhà Phật nói câu thân này là giả tạm không? Có nhiều người nói thân này giả tạm, nhưng bản chất thân này thật các anh chị. Nhưng mà sao ạ? Nhưng nó do nó có thay đổi nên sao? Nhưng nó không chân thật. Nó không chân thật thôi, nhưng nó vẫn có thật mà. Thân này có thật mà. Được ha. Hiểu ý ha. Rồi, tôi hỏi các anh chị những cái yếu tố khác nè. Tình yêu, theo các anh chị có tình yêu chân thật không?
Anh chị có tình yêu chân thật không ạ? Nếu theo cái định nghĩa này, nếu theo định nghĩa này thì không có tình yêu chân thật. Anh chị đừng kỳ vọng vào một tình yêu chân thật. Tại sao? Có những lúc mới đến với nhau yêu ít, sau này yêu nhiều hơn thì sao? Đừng có kêu người đàn ông của mình, anh đừng có thay đổi tình yêu đối với em. Tại vì mưu cầu của chúng ta bộ có ngừng mưu cầu sao? Phụ nữ có để ý là bữa nay 20 tháng 10 phụ nữ có để ý là năm trước mà tặng quà ngon, năm nay không tặng quà là chết liền chứ bộ giỡn à. Mỗi năm buộc ông chồng phải sao à, có tình yêu hơn so với trước đây, đúng chưa? Nên là cả bản thân mình mưu cầu còn thay đổi thì đừng có kỳ vọng đàn ông sao à. Không thay đổi trong tình yêu, nhưng mà có tình yêu vĩnh cửu. Các anh chị có một loại tình yêu người ta đặt tên đó là tình yêu vĩnh cửu. Vài ngày nữa các anh chị tìm hiểu về sự bao dung á, người ta nói bao dung nó là một tình yêu vĩnh cửu. Còn tình yêu có sự thay đổi vĩnh cửu là có nghĩa là có gì đó thay đổi nhưng nó vẫn còn trường tồn. Tại vì nhiều ngàn năm nay tình yêu nó vẫn còn tồn tại. Dạ. À, ở đây có Ngô Thị Vui vui quá ha. Chồng em lấy ít tiền hơn của em để mua quà cho em nên bao dung thầy ạ. À. Được. Được, ngon. Có từ gì? Đoàn nói như vậy để cho chúng ta hiểu được một điều rằng hình như những cái gì xung quanh chúng ta đều có sự thay đổi hết ha. Anh chị có để ý không? Và những gì chúng ta bám trụ á, các anh chị có quan sát á, là đều luôn thay đổi qua thời gian không? Các anh chị ngẫm lại nội tâm của mình đây, có phải mình đang bám trụ hầu như là những gì nó thay đổi không ạ? Ví dụ như chúng ta có ai đó đang bám trụ vào nghề nghiệp không? Các anh chị ạ. À? Có bám trụ vào nghề nghiệp nè. Có bám trụ vào hôn nhân không các anh chị? Bám trụ vào hôn nhân nè. Các anh chị bám trụ vào một cái gì đó để ý không? Nhưng mà cái đó giờ nếu nói về định nghĩa, về sự chân thật á, thì các anh chị có cảm giác á, là nó luôn thay đổi không? Những cái mình bám trụ á. Các anh chị thay đổi à? Vậy thì chúng ta có thắc mắc tại sao mà con người chúng ta không bao giờ ổn định được cái sự cuộc sống của mình đó? Bởi vì chúng ta luôn bám trụ vào những sự thay đổi thì chúng ta xa rời mãi sự an vui và hạnh phúc. Trừ khi chúng ta bám trụ vào một cái gì đó mà nó không thay đổi qua thời gian, thay đổi qua không gian, thì có thể chúng ta sẽ có được cái cuộc sống an vui và hạnh phúc. Vậy thì Toàn hỏi các anh chị câu hỏi nữa, các anh chị giúp đỡ Toàn ha. Các anh chị có một cái niềm tin rằng bên trong mình có sự chân thật không? Các anh chị, các anh chị có một cái niềm tin là bên trong mình có sự chân thật không? Có. Vậy thì bên trong mình có sự chân thật có nghĩa là bên trong mình có một cái gì đó nó không thay đổi, đúng chưa? Nếu chúng ta quay trở ngược lại chính mình và tìm về nó và bám trụ vào, thì khi nào cần bám trụ bên ngoài thì bám trụ,
Thì nó có bất ổn xảy ra thì chúng ta quay về cái không chân, cái chân thật của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm được về cái sự an vui hạnh phúc thật sự của bản thân của chúng ta. Loài yêu á và loài người thì có mâu thuẫn với nhau trong quá trình sống chung. Sau quá trình đấu tranh thì loài người đã đuổi loài yêu ra khỏi loài người và phải xa rời loài người, không cho sống chung nữa. Trước khi đi để báo thù về cái việc đó, nên loài yêu đã đánh cắp sự chân thật của loài người. Một con yêu nhanh nhẩu nó mới nói là gì? Thôi mình giấu cái sự chân thật, lên núi cao đi. Con yêu khác nó nói không, nếu mày giấu trên núi cao á thì loài người từ từ cũng tìm gặp thôi, tại vì từ từ rồi người ta cũng đến được. Có mày giấu vô rừng sâu đi, rừng thiêng nước độc chắc có thể loài người không tới. Con yêu khác nó nói không, rừng thiêng nước độc cũng cỡ nào thì loài người cũng tới, giấu xuống biển sâu đi, con người sẽ không có tới đó được đâu. Thì nghe như vậy xong thì loài yêu khác nói biển sâu rồi, con người thiết thiết bị với công nghệ từ từ họ cũng tới được hết à. Thì trong quá trình tìm kiếm để cất đi cái sự chân thật mà để đừng cho loài người á không tìm được, bởi vì con người chỉ cần rời xa sự chân thật thì họ bám trụ vào tất cả là những cái thay đổi, thì loài yêu nó nghĩ đây là cách trả thù lớn nhất đối với loài người, bởi vì cả đời cuộc đời này con người sẽ rời xa sự an vui và hạnh phúc. Nghe như vậy hồi lâu thì con yêu trưởng nó mới suy nghĩ, hồi nó nói được rồi, có một nơi mà nếu chúng ta cất vào thì loài người sẽ mãi mãi không tìm gặp, bởi vì con người sẽ không bao giờ tìm thấy nó, đó là hãy cất vào nơi sâu thẳm nhất cho con người của họ. Và cuối cùng từ đó loài yêu đã đưa cái sự chân thật sâu thẳm nhất vào con người. Và bây giờ tất cả chúng ta ngồi ở đây, nếu không khéo thì chúng ta luôn tìm kiếm cái bên ngoài, thì mãi mãi chúng ta rời xa sự chân thật. Và tới thời điểm này, hạnh phúc thật sự của một đời con người hầu như chưa chắc là ai đã tìm được nó, tại vì chúng ta luôn bám trụ vào cái khoái lạc, những cái thay đổi trong cái cuộc sống này. Thì khi nghe các câu chuyện như vậy đó, thì may mắn cho chúng ta là 2.000 mấy trăm năm trước, 2.560 mấy năm trước thì có một người đã tìm ra nó, và vị đó đã tìm về được sự chân thật, bởi vì cái sứ mệnh của vị là khai thị con người ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là chỉ cho con người nhận được cái sự chân thật này nè. Nên cái tri thức này chúng ta mượn tri thức của nhà Phật để tìm về cấu trúc của con người chúng ta, và những gì bí mật nơi nhất của con người chúng ta ngày hôm nay là cơ hội chúng ta tìm về. Nên đó là chúng ta mượn tri thức của nhà Phật để tìm hiểu. Có thể nó thuộc về cái không biết của các anh chị, nhưng mà Toàn cũng xin phép các anh chị chúng ta kham nhẫn chút xíu, các anh chị từ tốn một chút, Toàn sẽ lý giải từng ly từng tí và cho các anh chị hiểu rõ hết về cấu trúc con người của chúng ta. Nên các anh chị lấy cho Toàn giúp á là một miếng giấy trắng to, miếng giấy trắng to. Sau đó các anh chị giúp Toàn là tìm nhiều cây bút có màu sắc, tìm nhiều cây bút có màu sắc để chúng ta chuẩn bị ha. Được ha, các anh chị. Từng bước ha, chúng ta cần mẫn nha các anh chị. Có một số các anh chị sẽ không quen với những thuật ngữ của Hán Việt, thì các anh chị kiên nhẫn chờ đợi, Toàn sẽ chia sẻ và đồng thời hỗ trợ cho tất cả các anh chị. Từ tốn các anh chị hiểu. Trong 3 ngày tới đây
là chúng ta phải hiểu hết cấu trúc con người để chúng ta tìm về nhân, coi trong con người chúng ta, nhân sâu trong con người chúng ta là gì, để từ đó chúng ta đổi nhân. Dạ. Được khen các anh chị. Rồi, bắt đầu nghe các anh chị. Các anh chị viết giúp Toàn. Đó là có cái ý. Toàn viết màu vàng, các anh chị có nhìn thấy không các anh chị? Toàn viết chữ màu vàng. Các anh chị nhìn thấy không ạ? Dạ, các anh chị ghi chữ ý giúp Toàn. Các anh chị ghi được cái ý. Được ha. Dạ. Có ý nghe. Ý nghe. Ý thấy. Ý nói. Ý biết. Các anh chị nhìn tương đối hơi mờ, nhưng các anh chị nhìn tương đối, nó có lý do của chúng ta để ghi các anh chị. Nghe, ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Các anh chị vẽ một cái vòng giúp Toàn. Ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Rồi, nếu các anh chị thấy mờ mờ, Toàn xin phép Toàn đổi lại thành cái này cho các anh chị, để các anh chị nghe, các anh chị nhìn cho rõ. Ý nghe. Này. Thấy. Cho nó rõ lên. Nói. Nhưng cái ý Toàn vẫn giữ màu vàng nha các anh chị. Nghe thấy nói biết ha. Tại vì điện từ quang màu vàng á các anh chị, cái điện từ quang bên trong á nó là màu vàng, được bao bọc bởi điện từ quang, bên trong là điện từ quang, nên là mình lấy cái tượng trưng màu vàng để đại diện á các anh chị. Các anh chị ghi được bao bọc bởi điện từ quang với Toàn. Ý nè, nghe thấy nói biết, được bao bọc bởi điện từ quang nha. Dạ. Dạ. Rồi các anh chị vẽ xong cái đó trước ha. Rồi. Anh chị ghi ha. Thọ. Tiếp theo là lớp tánh người nè. Thọ. Tưởng. Hành. Thức. Thọ tưởng hành thức. Dạ.
tiếp là tài. Sắc. Tài sắc. Tài, cái chữ này nó bị dính chữ rồi. Bạn xin phép bạn đổi nha. Bạn đổi. Bạn xin phép bạn đổi lại. Ý ha. Bạn xin phép bạn đổi lại. Bạn vẽ nhỏ lại chút xíu. Nghe. Thấy. Nói. Biết. Bao bọc bởi điện từ quang. Đây, điện từ quang. Ừ. Đây. Họ. Tưởng. Hành. Tức. Rồi. Tới tài. Sắc. Danh. Thực. Tùy. Rồi, sắc danh thực tùy. Rồi. Tham. Sân. Ti. Mạng. Nghi. Ép. Yến. Tham chân si mạng nghi ác kiến. Rồi tiếp tục, bao quanh là lớp điện từ âm dương. Bao quanh này là lớp điện từ âm dương. Bao quanh này là lớp điện từ âm dương. Bao quanh là lớp điện từ âm dương.
hầu quanh cái này là 16 tánh người các anh chị. Thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thì tham sân si mạng nghi ác kiến. Sẽ giải thích cho các anh chị các từ ngữ đó ý nghĩa làm sao và hiểu được tánh đó làm sao. Chúng ta cần mẫn vài ngày là các anh chị sẽ thấu suốt toàn bộ. Dạ. Tiếp theo đó là 84.000 bong bóng ảo giác. Tám muôn bốn ngàn bong bóng ảo giác. Tám muôn bốn ngàn bông móng áo giác, hay gọi là 84.000 bông móng áo giác đó các anh chị. Vẽ này thích lắm các anh chị. Các anh chị nào rảnh rảnh các anh chị lấy vẽ lại cái này nè, vài chục lần cái vòng này nè. Không có chuyện gì làm rồi vẽ cấu trúc con người. Dạ. Lớp tiếp theo là tới là thân tứ đại các anh chị. Lớp thân tứ đại. Thân tứ đại thì có đất. Mình gọi là dinh dưỡng đó. Nước. Có khí. Có lửa. Ừ. Tiếp tục bao quanh bên ngoài nữa là điện từ âm dương các anh chị. Bao quanh bên ngoài là lớp điện từ âm dương. Rảnh rảnh đó các anh chị không có chuyện gì làm hay sao, các anh chị lấy đi cấu trúc con người ra các anh chị vẽ.
Rồi, cơ bản là như thế này. Còn các anh chị nếu muốn vẽ đẹp hơn á, các anh chị tự lấy cái compa, cái mực của cái compa, các anh chị nhấn giữa đây một cái, các anh chị vẽ một cái vòng mà cái mực mờ thôi, chúng ta đừng có mực. Cái các anh chị mở vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm, vòng thứ sáu, vòng thứ bảy, cái các anh chị dựa vào đó các anh chị vẽ đẹp lắm. Có sẵn, còn này mình vẽ được không? Thích lắm, vẽ này mỗi lần vẽ thích lắm các anh chị, toàn vẽ thích lắm. Cái tự nhiên cái mình viết hết trơn luôn, đánh con người mình à. Toàn xin phép, toàn bắt đầu ha, các anh chị vẽ đi. Anh chị vẽ xong cái các anh chị báo toàn. Thích lắm, vẽ này thích lắm. Khi các anh chị hiểu trong đây á, các anh chị hiểu trong đó ý nghĩa sao, vẽ này thích lắm. Đây là một tri thức nếu được đánh giá thì đã lại là một tri thức xứng đáng tìm hiểu nhất nhân loại này. Đối với con người về nhân sinh á, thì đây là một tri thức xứng đáng để chúng ta hiểu nhất luôn. Anh chị vẽ xong rồi ha. Dạ. Em xin phép bắt đầu, toàn xin phép bắt đầu toàn lý giải nha các anh chị. Các anh chị giúp đỡ toàn á, tại vì nó là một cái ngữ mà nhiều khi ngày xưa giờ chúng ta chưa được tìm hiểu, nó được gọi là Hán tự á, Hán Việt á, nên nó làm cho chúng ta mơ hồ trong tâm trí, hoặc là nó đơ cái đầu đi. Các anh chị cần mẫn giúp toàn nha. Là bắt đầu toàn lấy cái viết của các anh chị nè, toàn bắt đầu từ cái viết của các anh chị mà toàn toàn giúp cho các anh chị hiểu cấu trúc con người ha. Bắt đầu nha. Chúng ta bắt đầu mượn ba cái góc nhìn, ba ngôn ngữ của ba cái góc để chúng ta luận gì đó. Thứ nhất, theo ngôn ngữ của dân gian, chúng ta lấy ngôn ngữ của dân gian để chúng ta gọi về con người, và chúng ta lấy ngôn ngữ của khoa học để chúng ta gọi về nó, và ngôn ngữ của nhà Phật. Nếu bắt nguồn từ ngôn ngữ của nhà Phật các anh chị, thì sâu thẳm nhất bên trong của nhà Phật thì người ta gọi tên nó khác, nhưng mà bắt nguồn từ nhân gian hay bắt nguồn từ khoa học đều gọi tên khác. Vậy thì dân gian là các anh chị dễ nắm nhất, nên toàn xin phép dựa vào góc nhìn của dân gian nói cho các anh chị là cái thì sâu bên trong nhất á là tâm. Các anh chị đang từng nghe là tâm không? Tánh. Các anh chị nghe tâm nè, tánh, tình, rồi tới là thân. Các anh chị nghe mấy chữ này quen không? Tâm, tánh, tình, thân. Ai đã từng nghe tâm tánh không? Tánh tình, tánh tình, tình thân. Thân là thân người mình á, thân bên ngoài của mình nè. Vậy thì ngày xưa giờ chúng ta nghe tâm, chúng ta nghe về tâm, chúng ta mơ hồ, có để ý các anh chị? Các anh chị để ý là mơ hồ không? Để ý là tâm không biết nó là gì. Được chưa?
Nếu từ tâm theo tiếng Hán Việt dịch ra thì nó là trái tim. Trong Đông y thì tâm á, thì ngoài tim nó còn màng bao tim, còn nhiều cái nữa. Nhưng mà tâm nếu dịch ra bình thường là tim. Nhưng ở đây chúng ta gọi nhân gian nhất là tâm. Thì theo cấu trúc con người này thì các anh chị ghi giúp toàn tâm. Các anh chị hai chấm. Tâm, các anh chị ghi hai chấm. Tâm, hai chấm. Tâm, hai chấm. Ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện từ quang. Tâm nè, ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện từ quang. Tâm, ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện từ quang. Hay nói cách khác là tánh nghe, tánh thấy, tánh nói, tánh biết. Có thể chúng ta ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện từ quang là đây gọi là tâm. Chúng ta gọi tắt nó, gọi đơn giản nhất là tánh nghe, tánh thấy, tánh nói, tánh biết. Tánh nghe, tánh thấy, tánh nói, tánh biết. Tánh là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết, mình gọi là tánh để cho nó phù hợp với tánh người, tánh chân thật vậy đó. Được không? Rồi, vậy thì tâm từ giờ trở đi chúng ta biết chưa? Ngày xưa giờ chúng ta tương đối mơ hồ về tâm. Thì hiện tại nếu mơ hồ thì tạm thời chúng ta làm rõ nó như vậy một cái. Nó không bằng à. Nếu mà tánh nó không có bằng mà mình gọi gì đó, mình gọi tánh nghe, tánh nghe, tánh thấy, thì mình chút xíu có ngôn ngữ bên đây nè, theo ngôn ngữ của chân thật thì bên trong là sự chân thật. Chúng sự chân thật, sự chân thật thì tương đương với cái tâm là ý nghe, ý thấy, nói, ý biết. Đang tâm rồi chuyển sang tánh à thầy hả? Không, cái tâm bên trong á là ý nghe, ý thấy, ý nói, biết được bao bọc bởi điện từ quang. Nhưng mà những đôi lúc á thì mình nói về tánh chân thật của con người, ngôn ngữ khác thôi, nói về tánh chân thật của con người nó ở đâu thì là tánh nghe, tánh thấy, tánh nói, tánh biết. Hiểu không? Hiểu cái ý nào? Cộng nè, tánh nghe, tánh thấy, tánh nói, tánh biết gom lại hết được gọi là tâm của chúng ta. Nó nằm ở tâm. Nhưng mà hiểu đơn giản để cho các anh chị sau này các anh chị tiếp xúc với người ta, có nhiều người ta dùng từ để các anh chị biết là họ đang nói về cái tâm của mình. Nhưng dân gian các anh chị hiểu nha, tâm hai chấm, ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện từ quang. Rồi. Dạ, tánh này là tánh chân thật. Nếu gọi tánh thì tánh chân thật. Còn nếu tâm á, là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện từ quang. Còn nếu mà ngôn ngữ của nhà Phật á thì nó được gọi là Phật tánh. Phật tánh, chân tánh. Chân tâm. Có một số gọi là chân như, và rất nhiều tên gọi khác nhau bên trong đó đều đại diện cho là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Được ha. Vậy thì cũng cùng một cách gọi, nhưng khi nói về tâm là người ta dùng ngôn ngữ của dân gian để nói bên trong của chúng ta có ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Vậy thì ngôn ngữ của khoa học thì nói là sự chân thật. Ngôn ngữ của nhà Phật được gọi là Phật tánh, chân tánh hay chân tâm hay chân như. Được tới đây không?
có nhiều cách gọi lắm, nhiều lắm, mênh mông lắm, nhưng tóm lại đều nói về một điều không thay đổi qua không gian và thời gian. Vậy bây giờ mình chứng minh cho các anh chị, không phải mình chứng minh mà toàn làm rõ cho các anh chị tại sao ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết nó gọi là chân thật. Tại sao nó gọi là chân thật? Tại sao gọi là tánh chân thật hay là sự chân thật? Ý nghe, thấy, nói, biết là bốn cái luôn là sự chân thật. Còn nếu tách ra từng cái là ý nghe thôi thì được gọi là tánh chân thật, là tánh nghe chân thật. Còn nếu nói ý thấy thôi thì được gọi là tánh thấy chân thật. Còn ý nói thôi thì gọi là tánh nói chân thật. Còn nếu ý biết thôi được gọi là tánh biết chân thật. Hiểu tới đây chưa? Tại sao gọi là chân thật? Thì lúc nãy mình nghe định nghĩa rồi. Chân thật á là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian, đúng không ạ? Các anh chị lúc nãy á, vậy thì nghe theo các anh chị có thay đổi không? Theo các anh chị nghe thay đổi không ạ? Nghe có thay đổi không? Có à? Nghe thay đổi à? Nè, tao nói nè, nghe thay đổi không các anh chị? Nghe thay đổi không? Có câu đầu là tao nói nghe thay đổi không các anh chị, lúc đó có phải các anh chị nghe là nói vậy không? Còn câu thứ hai nãy giờ tao nói là nghe khác rồi đó. Vậy thì nghe thay đổi nhưng mà ý nghe không thay đổi. Tao nói câu vậy thì chúng ta hiểu sao? Nè, nghe thì thay đổi nhưng ý nghe không thay đổi thì hiểu sao? Nghe thay đổi nghe. Nghe cái gì thì thay đổi nghe, nhưng ý nghe không thay đổi thì các anh chị nghĩa hiểu sao? Rồi bắt đầu nè, nghe thì mình phá vội là thấy nè. Các anh chị giúp đỡ toàn nhắm mắt lại, các anh chị toàn hỏi các anh chị nhắm mắt lại, các anh chị có thấy không ạ? Nhắm mắt lại thì chúng ta còn thấy không các anh chị? Các anh chị nhắm mắt lại coi mình thấy không? Thấy màu đen, muốn thấy vợ, thấy chồng, thấy người thân mình thấy được không các anh chị? Thấy màu đen, thấy vợ, thấy chồng, thấy con, thấy cái, thấy cây, thấy trái, thấy hoa. Thấy á, cái thấy đó luôn thay đổi đúng không các anh chị? Cái thấy đó luôn thay đổi không các anh chị? Cái thấy đó luôn thay đổi không ạ? Các anh chị cảm giác cái thấy nó luôn thay đổi không? Thay đổi, nhưng mà luôn luôn thấy á không thay đổi. Có phải luôn luôn thấy không thay đổi không? Mình luôn luôn thấy là không thay đổi, nhưng thấy cái gì thì nó đổi. Luôn luôn thấy không thay đổi, nhưng thấy cái gì thì nó đổi. Còn xin phép nói lại, cái thấy thì thay đổi, nhưng luôn luôn thấy thì sao? Không thay đổi. Các anh chị khoan hãy suy nghĩ, đi ngủ thì sao gì đó, các anh chị quên hết đi. Các anh chị chỗ này mà chỉ cần các anh chị suy nghĩ chút xíu không hiểu gì luôn. Tại vì sự chân thật không do suy nghĩ mà ra. Suy nghĩ cái là nghĩ hiểu luôn. Nè, bắt đầu nè. Mình nè, mình thấy, thấy mây, thấy trời, thấy đất, thấy này kia nó luôn luôn thay đổi. Nhưng mình luôn luôn thấy thì không thay đổi. Các anh chị có đồng thuận với Toàn là luôn luôn thấy không thay đổi không? Có phải mình luôn luôn thấy không các anh chị? Thấy cái gì thì nó sẽ thay đổi à? Nó thay đổi nhiều lắm mà. Nhưng mình luôn luôn thấy là không thay đổi, nhắm mắt cũng luôn luôn thấy. Mở mắt thì cũng thấy, luôn luôn thấy. Thấy cái gì thì nó đổi, còn luôn luôn thấy là không thay đổi. Các anh chị có đồng thuận với Toàn này không? Rồi, vậy thì đồng thuận cái bắt đầu Toàn gọi nè. Toàn không nói luôn luôn thấy nữa, mà Toàn nói ý thấy thì không thay đổi, nhưng thấy cái gì thì thay đổi. Ý thấy thì không thay đổi, nhưng thấy cái gì thì thay đổi. Có phải không nè? Ý thấy á, vừa mình đưa cái gì lên đó, cái cây viết nè, mình vừa đưa lên nè, cái này vừa đưa lên, cái ý thấy đầu tiên nó là nó không đổi, nó thấy gì thôi, còn sau đó thấy cái gì thì nó thay đổi. Các anh chị nắm ý này không?
Rồi xong cái rồi nghe nè, các anh chị bịt lỗ tai lại. Nếu có âm thanh thì chúng ta nghe âm thanh, không có âm thanh chúng ta nghe không âm thanh không? Các anh chị, nếu có âm thanh chúng ta nghe âm thanh, nếu không có âm thanh chúng ta nghe không âm thanh không? Vậy thì nghe cái gì có thể thay đổi, nhưng luôn luôn nghe là không thay đổi, đúng chưa? Nghe cái gì thì thay đổi, nhưng luôn luôn nghe thì sao ạ? Thì không thay đổi. Vậy thì Toàn mới bắt đầu nè, ý nghe không thay đổi, nhưng mà nghe cái gì thì thay đổi, được không? Nắm ở đây không? Nắm tới nghe. Rồi bây giờ nè, nói, ai có cảm nhận dù không mở miệng mình vẫn đang nói không? Nói cái gì thì nó luôn luôn thay đổi, nhưng luôn luôn nói thì nó không đổi. Tại vì con người mình có mở miệng nói hay không mở miệng nói, nó cũng luôn luôn nói. Có để ý không các chị? Mình luôn luôn nói, dù có mở miệng hay không mở miệng thì các anh chị cũng phải luôn luôn nói, không có cái cách nào khác chân á. Nó luôn luôn nói, mà luôn luôn nói thì không thay đổi. Vậy thì ý nói không thay đổi, nhưng nói cái gì thì thay đổi, được không? Rồi, biết. Biết có nhiều cái biết lắm. Mình biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ. Biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ. Biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ. Thì nó luôn đổi, nhưng mà luôn luôn biết nó không đổi. Con người mình luôn luôn biết nó không đổi, nhưng biết cái gì thì nó đổi, được không? Được hen. Vậy thì ý biết không đổi, nhưng biết cái gì thì đổi. Vậy thì nên chúng ta mới gọi là gì? Ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết là tâm của con người chúng ta, theo cách gọi dân gian, hay còn gọi là sự chân thật theo cách gọi của khoa học. Còn nhà Phật thì người ta tu, người ta đi tìm về Phật tánh, chính là tìm về sự không thay đổi này. Và tại sao mà họ đi tìm về cái này các anh chị? Các anh chị nhìn ở đây nè, lớp này nè, lớp này là lớp tánh của con người nè. Các anh chị thấy có thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực thì, tham sân si, mạng nghi ác kiến. Cái này có 16 tánh nè. Có phải con người luôn luôn tham tưởng về một điều gì đó không các anh chị? Các anh chị, con người luôn luôn tham tưởng về điều gì đó không? Các anh chị có để ý không? Con người mình luôn luôn tham là mà không mong muốn một điều gì đó và tưởng về điều gì đó. Vậy thì khi một cái thông điệp truyền tải đến chúng ta, khi một thông điệp truyền tải đến chúng ta thì nó lọt vô cái thân này thông qua ngũ quan của chúng ta. Sao nó đi đến lớp này là lớp tình nè. Tình là 84.000 bong bóng ảo giác. Sao nó đi vô tới lớp tánh? Lớp tình của con người thì tương ứng bên đây của khoa học gọi là cảm xúc đó các anh chị. Nó vô cái cảm xúc của chúng ta. Rồi lớp tánh thì tương đương ở đây là tính cách của con người chúng ta. Ở đây thì cơ thể người. Ở đây thì cơ thể người. Nè, đây. Vậy thì một thông điệp truyền tải nè. Toàn vẽ cái dòng lại cho các anh chị coi, nó đơn giản lắm. Cái này chưa có cái nào trên cuộc đời này nó đơn giản hơn cấu trúc con người. Tại vì mình là người mà. Nè, anh chị ghi giúp Toàn một cái dòng nè. Ý nè hen. Nghe. Thấy.
nói biết. Ngon chưa? Nghe thấy nó biết rồi. Bên ngoài của chúng ta có tánh nè, có tình. Rồi thân thì sau khi thông điệp truyền tải nó truyền vô đây rồi, các anh chị xem ha, nó truyền vô đây, một thông điệp truyền tải nó sẽ truyền vào đây, thông qua thân thông điệp nó sẽ truyền vào. Chúng ta nghe hay thấy một cái gì đó, các anh chị có thể lựa cái nghe gì đó đi, một câu nói nào đó nó bắt đầu nó truyền vào, thì thông điệp vừa truyền vào thì có thể chạm tới lớp tình của mình, chạm tới lớp tánh của mình mới vô tới lớp nghe. Có phải là cái nghe của chúng ta nó đã bị dính mắc vào cái tham tưởng của con người chúng ta chưa các anh chị? Các anh chị lúc đó chúng ta nghe nó đã dính mắc vào cái tham tưởng của con người chúng ta. Ngày mai các anh chị sẽ được hiểu rất sâu những cái này, chi tiết sâu rõ tánh người kiểu sao, luân chuyển thế nào, giải thích từng cái, từng ly, từng tí, các anh chị sẽ hiểu rất sâu. Nhưng mà toàn muốn buổi tối ngày hôm nay các anh chị hiểu cấu trúc con người, hiểu cái tâm bên trong trước một cái. Vậy thì khi mà chúng ta đón nhận một cái thông điệp vào chúng ta thì cái nghe này nó sẽ dính mắc vào lớp tình nè, lớp tánh và tới cái nghe. Vậy thì toàn lúc đó toàn nói như thế này: nếu mà một thông điệp truyền tải đến một cái lớp tình này thì có nghĩa là chúng ta định nghĩa chúng ta đã dùng tình để đối đãi. Chúng ta có một cái thuật ngữ của nội tâm là các anh chị nhớ tới lúc toàn, đó là khi nói về sự đối đãi thì nó đang phản ứng ở lớp tình. Còn nếu mà nó chạm tới lớp tánh của con người chúng ta thì chúng ta dùng cái từ được gọi là người đó đã phân tích phân biệt. Phân tích phân biệt. Rồi. Được chưa? Đối với lớp tâm thì chúng ta chạm tới lớp tâm này thì chúng ta gọi là dùng tâm để đón nhận. Các anh chị giúp đỡ toàn ghi nhận ba cái thuật ngữ này để sau này chúng ta bắt đầu bước vào thế giới nội tâm của chúng ta nó đơn giản. Các anh chị giúp đỡ toàn nè. Đó là khi một cái thông điệp nó truyền tải vào con người chúng ta, nếu nó chạm ngay lớp tình thì chúng ta gọi là dùng tình để đối đãi. Được chưa? Nếu chạm ngay lớp tánh thì chúng ta gọi là dùng tánh để phân tích phân biệt. Còn nếu chạm vô lớp tâm, trực tiếp bằng lớp tâm, thì chúng ta được gọi là dùng tâm để đón nhận. Được chưa? Rồi, toàn đọc lại các anh chị thuộc luôn nè. Khi vừa nói tới dùng lớp tình thì dùng tình để đối đãi. Ví dụ như ai đó khen mình sao đẹp gái quá, bữa nay 20 tháng 10 nè, ông chồng ông khen mình nói sao mà đẹp gái quá vậy, cái mình cảm thấy sao ạ? Cảm thấy sao các anh chị? Thích quá. Tự nhiên thích quá, tự nhiên nói anh khen em thích quá. Thì cái trạng thái thích đó đó là một cái trạng thái của cảm xúc của con người chúng ta ở lớp tình. Thì tại lớp tình đó chúng ta phản ứng lại với một cái lời khen đó. Vậy thì thông điệp truyền tải nó có phải nó chạm vào chỗ lúc chúng ta nghe, nó dính nghe dính vô lớp tình không? Có phải chúng ta gọi là chúng ta đã dùng tình để đối đãi?
Nhưng mà đâu đó sẽ có một số người khi nghe cái lời khen bữa nay sao em đẹp quá vậy, thì thay vì họ phản ứng liền ngay tới lớp tình thì họ bắt đầu họ dùng lớp tánh nè, họ nói bộ bữa nay em mặc đồ đẹp hả, hay là em có cái gì em thay đổi gì hả anh, em thay đổi gì hả, em hớt tóc hay sao, hay sao mà anh thấy em đẹp, thì có phải là họ đang phân tích phân biệt không? Hiểu ý này không các anh chị? Có phải là họ đang phân tích coi lý do tại sao mình đẹp, mình này kia được không? Vậy thì được gọi là người đó đang dùng cái gì à? Cái nghe của họ đã dính mắc vào lớp tánh khi nghe, nên được gọi là dùng tánh để, dùng tánh để phân tích phân biệt. Được chưa? Nắm tới đây không? Rồi. Nhưng mà có những người nghe, người ta khen đẹp quá, sao bữa nay đẹp quá vậy, cái họ biết, chỉ biết là mình đang nghe thôi nè, nghe nè các anh chị, nghe Toàn chia sẻ ý nè, chỉ biết mình đang nghe thôi nè, chỉ biết mình đang nghe thôi, chỉ biết mình đang nghe điều đó thôi, thì ngay tức khắc có dính vào lớp tánh và lớp tình không các anh chị? Chỉ biết mình đang nghe điều đó thôi thì có dính không à? Không. Vậy thì lúc thời điểm đó chúng ta được gọi là dùng tâm để đón nhận. Vậy thì từ đẹp nè, từ đẹp nè, cái từ đẹp, nếu mà chúng ta chỉ biết mình đang nghe điều đó thôi, cái từ đẹp nè, cái chúng ta thay vào một cái từ khác nè, ví dụ như chúng ta thay vào cái từ khùng đi các anh chị, chúng ta thay vào từ khùng với từ đẹp nè, theo các anh chị, từ khùng với từ đẹp, nếu mà chúng ta biết mình đang nghe cái từ đó thôi, không có phân tích phân biệt, cũng không có cảm xúc với nó, không có dùng cái tình để bộc lộ với nó, thì biết mình đang nghe thôi. Vậy thì cái từ khùng với cái từ đẹp, theo các anh chị, đối với việc chúng ta dùng tâm để đón nhận như nhau không các anh chị? Các anh chị hai từ thư nghĩ nha, từ đẹp nè với cái từ khùng nè, như nhau nếu mình chỉ biết mình đang nghe thôi. Các anh chị, như nhau các anh chị, thì ngay tức khắc đó, ngay tức khắc đó chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra các anh chị? Thông điệp truyền tải á, nó đi thẳng vào vào lớp tâm của chúng ta, và nó không dính mắc vào tánh và tình. Vậy thì chúng ta sao ạ? Chúng ta được định nghĩa là chúng ta đã dùng tâm để đón nhận cái đó. Được không? Các anh chị nắm ý Toàn nói không? Hiểu ý này không ta? Nó bình thường, nó đâu có bị loạn tâm gì đâu. Nếu dùng tâm để đón nhận thì nó cũng như nhau hết à. Mình không có dùng từ thái độ, tại vì cái thái độ nó không rõ các anh chị. Các anh chị chỉ nói nè, khi lắng nghe một điều gì đó, thông điệp, các anh chị biết mình đang nghe điều đó, rồi hết. Nó không dính vào lớp tánh, lớp tình. Và tại sao nó dính vào thì nó sinh ra loạn, thì ngày mai á Toàn sẽ lý giải các anh chị rất sâu để các anh chị hiểu, rất sâu để hiểu, đừng lo cái đó. Nhưng mà hiện tại nè, nó đơn giản gì nè, nó đơn giản nha, đó là chúng ta phát hiện ra là nội tâm của con người mình á, thì để Toàn ghi xong nhà Phật gọi là gì cái nữa hen. Ở trong đây nè, nhà Phật gọi là 16 tánh người hen các anh chị. Cái lớp thứ hai á, lớp thứ một là Phật tánh nè, 16 tánh người. Lớp thứ ba là 84.000 bông bóng ảo giác. Và thứ tư là thân tứ đại. Đất nước khí lửa.
Rồi vậy đây bắt đầu chúng ta nè, chúng ta hiểu nè, con người của mình nếu xét về góc nhìn này, chúng ta có bốn cấu tạo thành bốn cái lớp. Thứ nhất là tâm, tánh, rồi tình, rồi thân. Vậy thì đặt ra câu hỏi, nội tâm con người chúng ta ở đâu? Nội tâm con người chúng ta ở đâu? Nội tâm của con người chúng ta là sao? Nội tâm con người chúng ta là gì các anh chị? Nội tâm con người chúng ta có tâm, có tánh, có tình. Đúng chưa? Nội tâm của chúng ta thì tâm là gì? Nội tâm là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết, được bao bọc bởi điện từ quang. Tiếp theo là gì? 16 tánh người là thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thì tham sân si mạng nghi ác kiến. 84.000 bông móng ao giác và thân tứ đại là đất nước khí lửa. Vậy thì nội tâm của con người theo cách gọi dân gian là chúng ta có cái gì à? Có tâm, có tánh, có tình. Còn nếu chúng ta gọi một cách có hình ảnh tâm trí á, có hình ảnh tâm trí và có khái niệm để chúng ta hiểu á, thì chúng ta có thể gọi nội tâm của con người bên trong là có sự chân thật. Được không? Có 16 tánh người, có lớp tình của con người, và có thân tứ đại, thân ba cái, rồi thêm thêm nữa cái cuối cùng thân là thân tứ đại. Còn nếu tên gọi thông thường thì nội tâm của con người là có tâm, có tánh, có tình. Vậy thì bây giờ mình hỏi nè, thấu hiểu nội tâm. Ủa, thấu hiểu nội tâm là sao các anh chị? Thấu hiểu nội tâm là sao? Là sao các anh chị? Là thấu hiểu tâm tánh tịnh. Vậy thì tâm có cái gì mình thấu hiểu nó, tánh có cái gì mình thấu hiểu nó, tình có cái gì thấu hiểu nó, thì là chúng ta thấu hiểu nội tâm. Được không? Được không? Thấu hiểu nội tâm. Vậy thì bây giờ đặt ra câu hỏi nè, làm chủ nội tâm, nếu mà toàn cho các anh chị đặt nghi vấn á, là làm chủ nội tâm là gì, thì chúng ta trả lời sao? Nè các anh chị, đây nè ha, nè các anh chị coi nè, làm chủ nội tâm, làm chủ nội tâm, làm chủ nội tâm nè các anh chị. Vậy thì nội tâm chúng ta biết rồi, có tâm, có tánh, có tình. Có tâm, có tánh, có tình. Vậy thì làm chủ, cái khái niệm làm chủ có nghĩa là chúng ta chủ động nè. Làm chủ là chủ động và chịu trách nhiệm. Toàn lấy ví dụ ha, ai đó làm chủ công ty, có phải người đó chủ động lên kế hoạch phát triển của công ty và chịu trách nhiệm với tất cả những gì xảy ra trong công ty không các anh chị? Ai đó có tiền, đưa tiền cho lập công ty nhưng mà không chủ động và không chịu trách nhiệm cao nhất ở công ty đó thì cũng không được định nghĩa là người đó chủ công ty, nếu khái niệm này làm chủ. Được không? Vậy thì làm chủ nội tâm, vậy thì nó phải dính vô cái sự chủ động và chịu trách nhiệm những gì diễn ra bên trong nội tâm nè. Nên các anh chị ghi giúp Toàn, làm chủ nội tâm, làm chủ nội tâm là chủ động và chịu trách nhiệm. Làm chủ nội tâm là chủ động và chịu trách nhiệm với những lựa chọn bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Làm chủ nội tâm là chủ
là chủ động và chịu trách nhiệm với những lựa chọn bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Làm chủ nội tâm là chủ động và chịu trách nhiệm với những lựa chọn bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Vậy thì khi có một thông điệp truyền tải đến, một người thật sự làm chủ nội tâm là khi nào các anh chị? Khi người đó chủ động là lựa chọn á, là tình để đối đãi, hay tánh để phân tích phân biệt, hay tâm để đón nhận. Cái này là lựa chọn. Còn nếu mà chọn lựa, có nghĩa là chúng ta không kiểm soát được nó. Có nghĩa là khi vừa phản ứng tới với mình bộc lộ ra đại gì đó. Có những lúc chúng ta bộc lộ ra đại bằng lớp tình, và có những người suốt cuộc đời của họ là đều phản ứng đối đãi lại bằng lớp tình hết. Có không? Có những người suốt cuộc đời của một người nghe một thông điệp gì là lớp tình phản ứng liền luôn không? Rồi, có những người thì giây phút cuộc đời nào đó ai nói cái gì họ cũng suy tư hết, họ cũng phân tích về điều đó hết. Có điều đó không các anh chị? Các anh chị thấy không? Vậy thì những người như vậy là bởi vì họ chưa hiểu được nội tâm của mình có cái gì. Và ngày hôm nay, trước mắt tới thời điểm này, các anh chị giúp đỡ Toàn là nội tâm của chúng ta có tâm, có tánh, có tình. Tâm là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện tử quang. Tánh là 16 tánh người: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thì, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Trọng điểm của 16 tánh người này chính là nằm ở tham tưởng về tài sắc danh thực thì mà tạo nên con người chúng ta. Nên tham tưởng chính là trọng điểm của tánh người. Thì 16 tánh người đó được bao bọc bởi điện tử âm dương. Sau đó tới lớp tình của con người là 84.000 bông bóng màu giác. Thì vậy thì nhà khoa học người ta đã gọi tên và làm rõ được 34.000 cảm xúc. Nhưng ở đây nhà Phật nói là có 84.000. Nếu tính ra nó sẽ tương đương với 84.000 cảm xúc. Nhưng giới khoa học, cái người nghiên cứu ra, họ đã nghiên cứu và gọi tên được 34.000 cảm xúc. Nhưng mà người đó mất rồi, cái đề tài nghiên cứu ngừng lại. Nhưng mà nhà Phật thì cho chúng ta biết được có 84.000 cái bong bóng ảo giác. Vậy thì khi con người hiểu được nội tâm của mình, vậy thì thông điệp truyền tải từ giờ trở đi nó đến với chúng ta, nó không phải bằng lớp tình để đối đãi không nữa, bằng cảm xúc thông thường nữa, mà nó có lớp tánh và có lớp tâm. Vậy thì một người làm chủ nội tâm là lúc đó chúng ta chủ động sao ạ? Chủ động lựa chọn tâm hay tánh hay tình để đón nhận những cái thông điệp hay là đón nhận với những cái hoàn cảnh bên ngoài đến với mình. Nên là người làm chủ nội tâm được định nghĩa là chủ động chọn lựa, chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn bên trong nội tâm và để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Vậy thì có những giây phút chúng ta dùng tâm để đón nhận, sau đó chúng ta khởi lên dùng tình để đối đãi không các anh chị? Có những giây phút đó không các anh chị? Có những giây phút chúng ta dùng tâm đón nhận rồi, ví dụ như người ta nói mình nè, sao mà khùng quá vậy? Ô, mình vừa nghe cái từ khùng, nếu thông thường mình bị dính mắc vào lớp tình không các anh chị? Dính mắc vào lớp tình không? Có hai loại dính mắc. Một là do bị nói quen rồi thì mình lại nói người ta nói tôi quen rồi, nghe khùng thích. Khùng mà, khùng, khùng mà, khùng với thiên tài có khác nhau gì đâu, điên khùng với thiên tài có khác nhau gì đâu, nên tôi thích. Nhưng có số người nghe người ta nói từ khùng mà ngày xưa tới giờ lại ám ảnh trong tâm trí, bệnh về thần kinh á, cái vừa nghe cái từ khùng cái một là điên lên liền ngay tức khắc. Có những trường hợp đó xảy ra không các anh chị? Vậy thì lúc đó bị dính mắc vào, dính vào lớp tình, chỉ có phản ứng bằng lớp tình thôi, người ta gọi là dùng tình để đối đãi. Nhưng nếu mà mình nè,
mình biết trong mình còn có khả năng đón nhận thông điệp bằng tâm nữa, thì khi người ta vừa nói cái từ khùng, mình chỉ biết là đang nghe cái từ đó thôi, thì theo các anh chị nội tâm của chúng ta rất là an nhiên không, rất là thoải mái không? Theo các anh chị có dao động gì không? Các anh chị lúc đó nó có dao động không? Sau cái tích tắc đó đó, sau một tích tắc đó đó, không dao động đó, chúng ta được quyền khởi cái lớp tịnh không? Các anh chị sau cái tích tắc đó, chúng ta được quyền khởi một cái lớp tịnh không? Được. Chúng ta được quyền khởi cái lớp tịnh lên. Trời, không nói gì hết trơn mà tự nhiên nói tôi khùng kỳ vậy? Hoặc làm giận lên, nói sao nói tôi khùng vậy? Thì với cái sân hận đó, sân giận đó đó, dựa trên nền tảng của cái tâm đón nhận trước, có phải cái sự giận đó các anh chị cũng chủ động được không? Các anh chị, khi cái chúng ta đón nhận bằng tâm rồi, cái giận của mình chủ động được không các anh chị? Chủ động được, và nó không bị cuốn theo. Nhưng mà có những lúc mình dùng tâm để đón nhận, nhưng sau đó mình dùng tánh phân biệt không? Ví dụ như người ta khen mình quá, trời ơi sao đẹp gái quá trời vậy, đeo đẹp trai quá, cái khen quá mình sợ bị, mình ngay giây phút khen đó đó, mình thấy người ta khen hoài quá, mà người nào mà bị khen ngợi nhiều quá thì từ từ cũng bị dính mắc à, ngạo mạn. Người nào mà bị khen, được khen ngợi nhiều quá hiểu lầm nên nhiều khi cũng bị dính mắc, thì người đó hoàn toàn có thể dùng tâm để đón nhận, biết là người ta nói mình đẹp thôi, sau đó mình mới bắt đầu dùng tánh để phân tích phân biệt, được không? Phân tích phân biệt được không? Sao vậy? Bữa nay cảm thấy có sự thay đổi gì sao mà nói em đẹp vậy? Hiểu ý này không ạ? À? Các anh chị, hiểu ý này không? Có nghĩa là mình đã dính vô cái đã tắt rồi, mình chủ động và tâm lúc đó nó cũng không có sao động quá, nhưng mà mình cũng phân tích. Nhưng mà có những lúc mình đón nhận xong rồi, mình được người ta khen nhưng mình dùng tình được không? Mình dùng tình nó không sao động mấy nè, mình nói khen vậy thích quá, tự nhiên cái nói đẹp sao mà nghe cảm giác ấm áp trái tim quá. Hiểu ý này không ta? Hiểu ý này không ta? Các anh chị hiểu ý không? Vậy thì ngày xưa tới giờ mình không biết bên trong mình nó có tâm, có tánh, có tình để đón nhận thông điệp, nên chúng ta vô hình chung á cào bằng cái nội tâm. Đó là nội tâm, là nội tâm thôi, nó có cái một à, nên chỉ cần đến sau thì phản ứng vậy. Ngày mai với ngày kia các anh chị sẽ hiểu về tánh người, hiểu về những cái gì nó ảnh hưởng đến cái quá trình chúng ta, tại sao chúng ta có những phản ứng tiêu cực hay tích cực đối với những cái thông điệp truyền tải, nguyên nhân do đâu. Thì khi đó các anh chị hiểu nguyên lý hoạt động của tiềm thức á, các anh chị sẽ hiểu cái này rất sâu sắc. Rồi các anh chị hiểu được nguyên lý hoạt động của tâm thức nữa, thì các anh chị hiểu được những cái chúng ta đang hiện thực ở bên ngoài kiểu sao. Nên khi chúng ta tách ra được tâm tánh tình rồi, bây giờ các anh chị làm được không được các anh chị đừng quan tâm, mà các anh chị giúp đỡ toàn gì nè, thừa nhận một điều rằng trong nội tâm của mình có được cái này, còn hiểu ngày mai hiểu thêm. Tại vì khi các anh chị biết toàn mới giúp cho các anh chị hiểu được, nên ngày hôm nay toàn chỉ cho các anh chị biết thôi, còn ngày mai các anh chị sẽ hiểu. Còn ai hôm trước đã biết rồi thì có phải bây giờ đã hiểu không các anh chị? Có phải ai hôm trước biết rồi thì bây giờ đã hiểu? Vậy thì ai mà mới á, các anh chị giúp đỡ toàn thừa nhận nội tâm của mình có tâm, có tánh, có tình và có cái này, được không? Được không? Có tâm, có tánh, có tình, có cái này. Ồ, bên trong có cái ý nghĩ thì nói biết. Ồ, không ngờ bên trong mình có sự chân thật gì ta. Ồ, vậy thì ngày xưa giờ người ta tìm về, người ta tu hành, người ta ngồi thiền, người ta tìm mọi cái trong nhân loại này,
để tìm gì nó, mà không ngờ bữa nay mình biết nó luôn rồi. Hay chưa, ngon chưa? Ồ, con người mình đặc biệt quá ta, có 16 tánh hả? Thọ là gì vậy ta? Tưởng là gì, hành là gì, thức là gì vậy trời? Tài là gì, sắc là gì, danh là gì, thực là gì, thùy là gì, tham là gì, thân là gì, si là gì, mạng là gì, nghi là gì, ác là gì, kiến là gì? Thì chúng ta sẽ hiểu nó ngay tức khắc, các anh chị được hiểu luôn là cái từ Hán Việt liên quan, sau đó mới hiểu tánh sao. Thì khi các anh chị biết được thông điệp rồi, thông tin rồi, thì ngày mai các anh dựa trên cái biết của các anh chị tổng nói cho các anh chị hiểu. Còn hôm nay có phải những người đã biết rồi thì bữa nay các anh chị hiểu không? Các anh chị, các anh chị có cảm giác là các anh chị đã biết rồi. Vậy thì ai đã biết rồi nhưng các anh chị khởi một cái nghi vấn hổm gài, có phải tự nhiên các anh chị thấu suốt không? Ai nãy giờ nhận được cái tâm chân thật của mình không? Có luôn không? Có khả năng nãy giờ ô thì ra cái tâm gì đó hả? Ô, thông điệp truyền tải chỉ mình biết, mình đang nghe thôi là ăn vui rồi. Ngon chưa? Các anh chị nắm nắm ý này không ạ? Vậy thì ai nè, ai mới đầu tiên, các anh chị chỉ cần biết nhớ chút trọn như thế này: con người mình có tâm, có tánh, có tình, có thân. Tâm là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Nó được gọi là sự chân thật trong con người của mình. Và do nó không thay đổi, tại vì nếu mà mình nghe thì luôn thay đổi, nhưng mà ý nghe về điều gì luôn luôn nghe không thay đổi. Mình thấy thì nó thay đổi, nhưng ý thấy hay là luôn luôn thấy thì nó không thay đổi. Nói thì luôn luôn thay đổi, nhưng ý nói hay gọi là luôn luôn nói thì không thay đổi. Biết thì luôn thay đổi, nhưng ý biết hay là luôn luôn biết thì không thay đổi. Nên nó được gọi là sự chân thật. Do mình bám trụ vào nó, vào cái không thay đổi, nên mình tìm được về sự an vui. Ví dụ như một thông điệp truyền tải đến mình mà mình nghe bằng tánh tình của mình, ngày mai các anh chị sẽ được tìm hiểu và học nguyên lý vận hành của tiềm thức hoặc ngày kia gì đó, thì các anh chị sẽ hiểu u. Vậy thì tất cả những gì nhìn nghe thấy nói biết ở hiện tại đều bị dính mắc vào tánh và tình của mình, và do trong tầm tiềm thức của mình á, tiềm thức của mình nó chứa nhiều cái cũ rồi, nên cuối cùng nó bị dính mắc vào những cái điều đó, và nó dẫn dắt mình nghe thấy nó bị dính mắc vào, thì chúng ta nghe không bao giờ có sự chân thật. Và nghe mình nè, mình trong quá khứ mình huân tập, mình có những cái gì gọi là ngày mai nay nhà chúng ta sẽ hiểu từ huân tập sao, nó dính mắc vô, nên là những gì chúng ta nghe thấy là dựa trên những gì các anh chị trong quá khứ thôi. Chúng ta nghe thấy nói biết trong quá khứ nó quyết định nghe thấy nói biết của hiện tại. Nhưng nếu chúng ta tại vị về cái nghe, ý nghe, thì lúc đó từ đó chúng ta mới nghe chân thật thật sự, và nó không bị dính vào tánh tình của con người mình mà đại diện cho cái nghe của chúng ta nữa. Và chúng ta biết nội tâm mình có tâm, tánh và tình, nên thông điệp truyền tải đến chúng ta hiểu ô, nó có thể tương tác với lớp tình, có thể tương tác với lớp tánh, có thể đi thẳng vào lớp tâm à. Nên khi thông điệp truyền tải đến, chúng ta có thể dùng tình để đối đãi, hay là dùng tánh để phân tích phân biệt, dùng tâm để đón nhận. Nếu chúng ta chủ động chọn lựa nó được, và chúng ta chịu trách nhiệm với chọn lựa của chính mình, thì khi đó chúng ta đang làm chủ nội tâm của mình. Được không? Nắm tới đây không các anh chị? Nắm tới đây ha. Vậy thì để ngày mai chúng ta có thể hiểu một cách rất sâu sắc, thì các anh chị giúp đỡ Toàn, các anh chị biết thêm 16 cái chữ này nữa, biết thêm nó có nghĩa gì, để ngày mai các anh chị mới hiểu. Đầu tiên là các anh chị phải biết, đến nay ở nhà nghe lại cái đoạn ghi âm này, hoặc là các anh chị khỏe lại cấu trúc con người để biết
Và cái khi các anh chị đã biết còn mới cho các anh chị hiểu được. Và nếu ai ngay giây phút này biết luôn thì có thể hiểu luôn. Còn không thôi phải biết mới hiểu. Tại vì không dựa vào cái biết thì không bao giờ hiểu. Nên có nhiều người bị đơ là bởi vì nó không biết sao mà hiểu. Nên cuối cùng nó chỗ sao không hiểu gì chứ vậy. Không phải, tại vì chưa biết nên không thể hiểu. Chúng ta thừa nhận nó trước một cái. Chúng ta phải chấp nhận con người chúng ta có cấu trúc là bốn lớp: tâm, tánh, tình, thân. Tâm là ý nghe, ý thấy, nói, ý biết, được bao bọc bởi điện từ quan. Tánh là 16 tánh người: thọ, tưởng, hành, thức, tại, sắc, danh, thực, thì, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến, bao bọc bởi điện từ âm dương. Bên ngoài tiếp tục của lớp tình là lớp tình, là 84.000 bông bóng ảo giác, tới thân tứ đại, đất nước, khí lửa. Được chưa? Nằm tới đại hang. Rồi, tới tìm hiểu 16 tánh này. Vậy thì Toàn hỏi các anh chị xác nhận là giúp Toàn nè. Đã biết được nội tâm của mình có tâm, tánh, tình chưa? Nội tâm của mình là tâm, tánh, tình chưa? Ngày xưa tới giờ mình không có phân lớp nó ra được. Nên ai có cảm nhận còn đang vật chất hóa nội tâm của các anh chị ra không? Các anh chị, Toàn đang vật chất hóa nội tâm của các anh chị ra không? Các anh chị có để ý không? Được không? Rồi, vậy thì nội tâm của mình có tâm, tánh, tình. Vậy thì ngày xưa giờ chúng ta đối diện với tất cả thông điệp đến với mình từ nghe thấy, nó đều dính chùm lại nhau hết. Bây giờ mình biết được ba cái từ rất quan trọng trong nội tâm là đối đãi, phân tích, phân biệt và đón nhận. Có hiểu cái ý này không? Vậy thì bây giờ mình thuộc đi. Nếu mà nó liên quan tới tình thì chúng ta nhớ đến từ gì ạ? À? Đối đãi. Nếu liên quan tới tánh thì chúng ta nhớ tới từ gì các anh chị? Phân tích, phân biệt. Nếu liên quan tới tâm thì sao? Thì chúng ta nhớ cái từ đón nhận. Vậy thì mình mới bắt đầu dùng ngôn ngữ của nội tâm nè. Dùng ngôn ngữ nội tâm nè các anh chị. Ngôn ngữ nội tâm nè. Tôi dùng tâm để đón nhận, tôi dùng tánh để phân tích, phân biệt, và tôi dùng tình để đối đãi. Đó là những ngôn ngữ của nội tâm. Người bình thường họ không biết nội tâm có tâm, tánh, tình thì họ không hiểu được ý nghĩa mình vừa nói. Nhưng mà mình nói tôi dùng tâm để đón nhận, tôi đang dùng tình để phân tích, phân biệt, và tôi đang dùng tánh để phân tích, phân biệt, và tôi đang dùng tình để đối đãi. Vậy thì khi chúng ta tiếp xúc với một người, các anh chị có phân biệt được người ta đang dùng tình để đối đãi, hay tánh để phân tích, phân biệt, hay là tâm để đón nhận không các anh chị? Được nghe các anh chị. Bây giờ bắt đầu các anh chị hiểu rồi đó. Được rồi, được chưa? Bắt đầu được. Được nghe. Vậy thì nếu ai làm được điều này thì người đó được gọi là người làm chủ được nội tâm của mình. Đó là khi thông điệp truyền tải đến, họ dùng tâm để đón nhận nó. Trong một tích tắc dùng tâm để đón nhận nó thì ngay tức khắc họ chỉ biết là mình đang nghe điều đó, hay biết là mình đang thấy điều đó. Thì các anh chị có cảm giác được nội tâm của người đó, ngay tức khắc nội tâm của người đó rất quân bình không? Các anh chị có cảm giác là nội tâm người đó rất quân bình không? Thuật ngữ của nội tâm chúng ta được gọi là người đó đang nghe và đang thấy trong trạng thái của sự an vui nội tâm, hay còn gọi là nghe thấy bằng sự chân thật nơi chính mình, còn hay còn gọi là dùng tâm để đón nhận. Dùng tâm để đón nhận tương đương với việc chúng ta nghe thấy cái sự vật, sự việc bên ngoài bằng sự chân thật nơi chính mình, hay là nghe thấy bằng sự an vui. Được chưa? Tới đó chưa? Vừa xong một tích tắc đó có thể diễn ra lâu hay mau tùy thuộc vào ngày tới đây chúng ta hiểu về công đức phước đức nữa. Thì nó lâu hay mau là chúng ta lệ thuộc vào điều đó nữa. Sau đó chúng ta mới khởi là lúc đó là dùng tánh để phân tích, phân biệt, hay là dùng tình để đón nhận, đối đãi cái đó. Thì
Thì theo các anh chị, nếu một người làm được điều đó, có phải người đó đã làm chủ được nội tâm của chính mình không? Các anh chị, có phải như vậy được gọi là nhìn hình tướng người đó bên ngoài bộc lộ ra là họ sẽ làm chủ được nội tâm của mình rồi? Nhưng khi vừa có một thông điệp truyền tải đến, ngay tức khắc họ dính vào lớp tình, vừa dính vừa xong, nhưng họ mới bắt đầu nhớ lại là nếu dính mắt đó thì nó kéo theo chiều hướng âm của nội tâm, theo chiều hướng tệ, trạng thái tệ, ngay tức khắc họ chuyển qua dùng tâm để đón nhận được không các anh chị? Theo các anh chị, các anh chị, vậy thì sau đó họ mới bắt đầu dùng đánh hay là dùng tình để đối đãi lại, thì nó cũng được gọi là một phần nào đó làm chủ được nội tâm, khi sau đó đã chủ động được chọn lựa, chủ động lựa chọn rồi, sau đó mới chủ động lựa chọn. Thì cái người đó ban đầu bị dính mắc, chưa làm chủ, nhưng mà trong một tích tắc đã nhận được cái đó và chuyển đổi thành dùng tâm để đón nhận. Được không? Hiểu tới đây? Cái này dùng ý thức thì nó, cái đó thì cái người đó dùng ý thức, nhưng mà ý thức cũng không làm nổi ngay. Cái ý thức không làm nổi chỗ này. Sao mai các anh chị mấy ngày tới các anh chị học công đức phước đức rồi nữa, các anh chị mới làm được, còn cái đó không dùng ý thức làm nổi đâu. Vẫn dùng ý thức của mình, nhưng lúc đó nếu làm được hết luôn á là phải dùng được nhận thức của mình á. Để mấy ngày tới chúng ta sẽ nói sau. Được không? Nhưng mà đúng thật sự là họ dùng tâm đón nhận trước, sau đó họ mới chọn lựa cái gì, thì cái đó là làm chủ, làm chủ được nội tâm của mình. Thì chúng ta nắm tới đây chưa? Chúng ta nắm tới đây chưa cái đã? Nãy giờ là nắm tới đây cái được là ngon. Rồi, các anh chị ghi giúp Toàn để biết được những từ này, để ngày mai các anh chị hiểu cho nó nhanh, được không? Có 16 tánh người, các anh chị nhớ là có thọ nè, có tưởng, có hành, có thức, có tài, có sắc, có danh, có thực, có thùy, có tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Rồi, thọ các anh chị ghi giúp Toàn. Cái này chúng ta chưa nói gì về tánh hết trơn nha, nhưng mà chúng ta lựa những từ Hán Việt tương đồng để cho các anh chị hiểu á. Thọ có nghĩa là nhận, là thu nhận vào. Thọ là nhận, là thu nhận vào. Thọ là nhận, là thu nhận vào. Tưởng thì chúng ta dùng ở ba trạng thái. Tưởng về quá khứ á thì được gọi là tưởng nhớ. Tưởng ở hiện tại được gọi là tưởng tượng. Tưởng về tương lai chúng ta được gọi là liệu định. Tưởng về tương lai được gọi là liệu định.
hành gọi là chi xuất ra, chi xuất các anh chị, hành tr ui dài chi xuất ra, chi xuất chi chi ui á. Dạ thức là biết, thức là biết. Tài thì các anh chị có tài năng và tiền tài, thức là biết, tài có tài năng và tiền tài. Sắc, các anh chị ghi giúp Toàn là sắc thân, sắc tướng, sắc thân, sắc tướng. Mai hiểu nghĩa thêm sao? Danh là danh tiếng, danh là danh tiếng. Thực là ăn, phì là ngủ là nghỉ, phì là ngủ là nghỉ. Tham là ham muốn, tham là ham muốn. Sân là giận dữ. Si là mê muội. Mạng là ngạo mạn. Mạn là ngạo mạn. Nghi là hoài nghi. Là tàn ác. Và kiến là cố chấp. Rồi biết như vậy thôi, đọc đọc qua đọc lại để nhớ những từ này. Nhưng mà chúng ta đang nói từ này nghe, chứ không phải nói tánh. Nên tánh nó có một chút xíu chuyển hóa, thay đổi, chuyển dịch nữa. Tại vì tánh người có bao bọc bởi điện từ âm dương, nên những cái dao động âm dương nó có lên có xuống, có âm có dương. Thì xuống âm thì nó tệ, lên dương thì nó tốt. Thì mình sẽ nói sao vào ngày mai, được không? Ngày mai chúng ta sẽ nói sao, được ha? Rồi thôi, bữa nay như vậy là được rồi. Bữa nay có ai rảnh rảnh có ai rảnh rảnh nhận được cái chân thật không? Có ai rảnh rảnh nhận được cái chân thật không? Chân thật nó đơn giản gì đó, ngày xưa thì nó khó. Các anh chị biết nhiệm vụ của một vị Phật ra đời á là khai thị con người ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là nhiệm vụ của vị Phật là chỉ dẫn cho người ta làm sao nhận được cái sự chân thật này. Nên khi mà được chuyển giao cái này á, Toàn mừng lắm các anh chị. Cái Toàn xin, cái Toàn nói thầy,
Nếu mà bây giờ doanh nhân và những người trong xã hội người ta nhận được cái này thì sao thầy? Cái thầy nói thế giới này hòa bình, cái Toàn nói vậy con làm nghe. Thì suốt gần 10 năm qua Toàn nói đó là nguyên nhân do đó đó. Ban đầu nói khó khăn lắm, tại vì nói người ta không hiểu, người ta nói làm gì có chuyện không thay đổi. Nhưng từ từ qua thời gian tích lũy tích lũy tích lũy, cái lượng người á, cái lượng người mà người ta nhận á nó nhiều, nên các anh chị giờ đơn giản hơn. Toàn kể cho các anh chị cái câu chuyện, có một cái một nghiên cứu chứ không phải câu chuyện, nghiên cứu tại Nhật Bản. Thì người ta nghiên cứu về loài khỉ, coi hành vi của con khỉ như sao. Cái cuối cùng á là người ta lấy, không phải cuối cùng mà người ta lấy cái khoai lang á, người ta cho khỉ ăn, mà khoai lang Nhật người ta cho ăn á, khỉ thích quá, nhưng trước khi ăn là vùi xuống cát, thì ông ăn bị dính gan dính miệng rồi này kia, trong đó có con khỉ 18 tháng tuổi ăn. Cái vô tình sao á, nó làm sạch được qua nước. Cái từ đó trở đi hướng dẫn ba nè, mẹ nè, anh chị em của con khỉ đó rửa sạch luôn cái ăn, cái nó hướng dẫn nhiều con khỉ khác làm được. Cái tự nhiên người ta theo dõi con khỉ nào được hướng dẫn trực tiếp bởi gia đình đó đó, và ai con khỉ nào được hướng dẫn bởi ai, bởi con khỉ nào thì đánh dấu lại. Tới tự nhiên sau con khỉ thứ 100 giật mình là con khỉ đó không được dạy, nhưng vừa đưa khoai là ăn liền được luôn, lại đi rửa rồi ăn luôn. Giật mình đi nghiên cứu tìm hết trơn cái đảo thì phát hiện ra con khỉ nào cũng biết rửa khoai hết, qua mấy cái đảo khác thì cũng biết luôn. Và cuối cùng họ cho ra một kết luận là việc mà rửa khoai lang khi dùi vào cát á thì nó thành bản năng của loài khỉ. Thì người ta từ đó người ta nói là có cái nghiên cứu con khỉ thứ 100. Cái điều đó làm cho Toàn hy vọng lớn lắm các anh chị, tại vì bước đầu tiên á, ít người nhận được sự chân thật này lắm, hoài hoài trong nhiều năm ít lắm, lâu lâu mới có người nào đó họ hiểu một chút. Nhưng mà dần dần qua thời gian Toàn biết ơn vì cái bối cảnh đó, mùa Covid vừa rồi cho chúng ta một bài học rất lớn là chúng ta cần phải bình ổn nội tâm của chính mình lại. Các anh chị có thấy vừa rồi không ạ? À? Các anh chị vừa rồi chúng ta cần phải có trạng thái nội tâm rất an vui khi cái mùa Covid vừa rồi không các anh chị? Ồ, thì lúc thời điểm đó không có điều kiện tổ chức chương trình offline các anh chị ạ. À? Tại vì một tháng là Toàn làm một chương trình, sau đó thì các thầy cô mới xin Toàn mở online. Thì Toàn nói đâu ai học gì đâu, có người học em mới làm được chứ. Thì bắt đầu cô Chiều xin cái đó, Toàn kêu nộp danh sách đi. Thì cuối cùng học được 350 người đầu tiên. Cái sau đó Toàn mới hỏi lớp học như thế này thì xứng đáng mở cho xã hội hay không. Cái các anh chị mới bắt đầu làm gì ạ? À? Các anh chị đó mới bắt đầu nói nên mở. Cái khóa thứ hai ra đời, các anh chị giới thiệu tiếp. Cái Toàn hỏi khóa thứ hai lớp học như thế này cần mở cho xã hội không? Các anh chị nghĩ xã hội này cần, người ta cần hiểu về cấu trúc con người và nhận về sự chân thật không các anh chị? Các anh chị cần. Cái nó lan tới thời điểm này đó các anh chị, chúng ta tới thời điểm này á, thì sau đó rồi dài khóa cái con số người nói với Toàn, ô em muốn trở thành người tư vấn huấn luyện nội tâm, em muốn trở thành người tư vấn huấn luyện nội tâm, thầy có thể chuyển giao không? Em nói chuyển giao thì được, có gì đâu, nhưng mà thời gian học thôi, vậy thì lên kế hoạch đi. Cái Toàn chuyển giao thì bắt đầu các lớp học mentor ra đời. Để làm chi? Để người ta làm được lớp học này để giúp cho xã hội và đưa những cái triết lý này. Và sau đó thì từ từ chúng ta gọi triết lý này là triết lý giáo dục tận gốc. Trước đây thì chúng ta chưa gọi nó là giáo dục tận gốc, chúng ta chỉ nói là lớp nội tâm thôi. Thì sau này thì chúng ta tổng hợp thành hết, toàn bộ chúng ta có hết nhưng chúng ta chưa có tổng hợp thành, thì chúng ta gọi triết lý giáo dục tận gốc của Việt Nam chúng ta. Có nhiều cái yếu tố tạo thành lắm, nó có quy luật nè, có nguyên lý nè,
có chìa khóa, có công thức, có phương pháp, có quan niệm, có môi trường, có tâm thái, có nhiều cái yếu tố nữa. Thì chúng ta tổng hợp thành 15 cái khái niệm của triết lý giáo dục tận gốc. Rồi có những cái bộ khuôn, có những cái khái niệm liên quan, rồi có nhiều cái yếu tố nữa. Thì chúng ta tạo thành bộ của triết lý giáo dục tận gốc và một lộ trình cho con người trưởng thành sẽ trở nên giàu toàn diện. Thì Toàn rất là biết ơn các nhân mạch, những anh chị đã học tập á, các anh chị lan tỏa giá trị này giúp đỡ cho những người thân yêu chúng ta nhận cái này. Và ngày hôm nay nếu ai mà nhận được sự chân thật của nơi chính mình nữa thì đó là một phước báo rất lớn của Toàn, vì có cơ hội hỗ trợ cho các anh chị. Tại vì mưa thì lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì tự thấm hút. Do các anh chị có được cái may mắn, có được cái công đức phước đức của các anh chị nên các anh chị đón nhận được. Nếu không có Toàn á thì sẽ có người khác giúp cho các anh chị đón nhận đó. Nên là ngày hôm nay nếu mà ai nhận được cái này thì đó là một cái phước báo rất lớn của Quýt, vì đã hỗ trợ cho các anh chị. Đó. Nên là ngày mai các anh chị biết rồi, ngày mai chúng ta từ tốn, chúng ta hiểu, ai có nghi vấn thì thấu suốt. Có những người khóa thứ hai, khóa thứ ba là đã nhận, có những người 7, 8, 10 khóa chưa nhận, thì lúc đó ngày mai chúng ta sẽ giải thích sau được ha. Rồi một số anh chị giơ tay á, Toàn không tạo điều kiện cho các anh chị phát biểu, tại vì tối nay nhận tới đây thôi, đừng nói nhiều hơn nữa để cho nó loạn đầu óc. Các anh chị chỉ cần nhớ giúp Toàn đúng gì thôi, đó là bên trong mình có sự chân tập. Rồi xong rồi, cấu trúc con người con vậy, thông điệp truyền tải nó vậy vậy, làm chủ nội tâm vậy 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 đó, tới đó nghỉ, ngừng ở đó, tìm đọc lại tài liệu, nghe lại ghi âm. Sau mai vô thì bắt đầu chúng ta sẽ nhận nhiều hơn, được không? Được không các anh chị? Chị thôi. Không, tối nay không có phát biểu, ngày mai phát biểu ha. Ngày mai đừng có gì trơn, đừng phát biểu gì trơn chỗ này trơn. Tại bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn. Nếu có nhận gì sự chân thật mà nói nhiều cũng vậy à. Nhận nói không nói mới đúng, nói nhiều quá là có nghĩa là cũng chưa nhận. Được hen, mở micro lên cho chào nhau cái cuộc đời này. Dạ chào chào biết ơn thầy, biết ơn thầy nhà mình, biết ơn thầy, 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 biết ơn thầy nhiều lắm, nhiều lắm thầy, rất nhiều lắm thầy, thầy cũng ngon chung không bắt thầy nghe cái này, thầy là học cái vừa nghe kết thúc cái tình nhờ luôn biết ơn hãy cho các chị thấm nhuần cái này và hiểu được cái chút con người luôn. Chánh ơi, còn đó không ưng? Dạ em biết anh. Em giúp đỡ anh bắt cho anh cấu trúc con người mà không có lời, không có nghe, mà người ta nhìn vô đây nè mà nghe lời nhạc thôi, đừng có ra qua cái kia được không? Em có làm được không? Đào thử làm cho anh coi coi. Ai chưa nhận được các ghi âm thì các anh chị vô kênh Telegram á, các anh chị Telegram của Quýt á, có tổ chức WIT á, đánh lên Telegram tìm ra các anh chị, nghe nha. Rồi, mình chốt lại cái nhìn vô đây nghe các anh chị. Nhìn vô đây nha. Các chị nhìn đây, các chị ôn bài một cái rất hay luôn. Nghe một cái một là thuộc luôn. Cái người là em đọc của cái tiêu anh đó. Không cần. Ồ quá. Cái bản xe đó thầy ơi. Vậy đó hả, vậy em gọi anh. Vậy thôi. Chào thầy, biết ơn thầy. Thì em làm đi, tớ bằng xe đây. Dạ, em cho xem video này. Ý nói. Ý biết. Nghe ý thấy
thọ thực hành thực tam sân si mạng nghi ác kiến kiến thức tiên phép vừa rồi dung mạng biết ơn thầy, biết ơn tất cả. Nghe nhạc hay lắm. Biết ơn thầy ạ, chào thầy và cả nhà. Sao không lên vậy nhóc? Tránh. Chào, chúng ta nghe ha. À, các anh chị mở video được á, chào bye bye nhau nghe cả nhà. Dạ, em chào thầy, chào tất cả mọi người. Cảm ơn thầy.